Ta có nhất kiếm chương 438, giết bản thể. Vào giờ khắc này, lân phiến toàn thân nó phản phất như như đang sống lại, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ở sâu trong lòng đất, lại là một cột ánh vàng phóng lên tận trời. Mà lúc này, đầu yêu thú kia đột nhiên nhảy tới, sau đó đột nhiên nện xuống phía dưới một quyền. ầm ầm Cột ánh vàng bạo liệt từng khúc, một quyền của yêu thú trực tiếp nện từ trên không lên trên mặt đất toàn bộ thiên địa bị nó mạnh mẽ xé ra một khe rảnh vạn trường. Ở trong nháy mắt yêu thú rơi xuống đất. Oanh! Mặt đất lập tức sụp đổ, xuất hiện một vực thẳm rộng vài ngàn trường, mà yêu thú kia thì trực tiếp bay vào trong mảnh vực sâu kia, rất nhanh, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung rẩy kịch liệt, từng tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng truyền đến từ sâu trong lòng đất. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lý Bán Tri trầm xuống. Dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vòng xoáy màu đen kia ở sâu trong mảnh vòng xoáy màu đen kia lại là một cổ khí tức mạnh mẽ cuốn tới còn có cường giả đang không ngừng chạy về đằng này có lẽ là chân thế giới cũng không nghĩ tới hậu nhân của nhân gian kiếm chủ vậy mà lại xuất hiện bởi vậy ngay từ đầu không có điều tới nhiều cường giả như vậy mà vào giờ khắc này vào sau khi chân thế giới đạt được tin tức này chân thế giới lập tức bắt đầu điên cùng truyền tống cường giả về phía bên này lý bán tri nhìn vòng xoáy màu đen kia vẻ mặt vô cùng âm trầm đúng lúc này diệp quang đột nhiên nói tri di để cho ta tới lý bán tri nhìn về phía diệp quang diệp quang không nói nhảm câu nào hắn liền muốn xuất thủ mà đúng lúc này một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là ngao thiên thiên vào thời khắc này vẻ mặt của ngao thiên thiên còn có chút tái nhợt nhưng thương thế đã tốt hơn rất nhiều ngao thiên thiên nhìn chằm chằm diệp quang ta đi cùng với ngươi. Diệp quan đang muốn cự tuyệt, Ngao Thiên Thiên lại là trực tiếp tới gần hắn, sau đó kề sát vào trán hắn. Oanh! Trong nháy mắt, Ngao Thiên Thiên hóa thành một luồng ánh sáng chui vào giữa trán Diệp Quang. Oanh! Trong chớp mắt, khí tức của Diệp Quang điên cuồng tăng vọt. Diệp Quang hít vào một hơi thật sâu, hắn không tiếp tục nói nhảm, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xẹt! kiếm quan xé rách hết thảy. Trong chớp mắt, Diệp Quang chính là đi đến trước mặt vòng xoáy kia, mà lúc này, một vị thần quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt hắn lóe lên một vệt dữ tợn, đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này, là hành đạo kiếm. Vị thần quân kia không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, đâm ra một thương. trắc Ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quang chém xuống, chui trường thương này vỡ nát ầm ầm, thần quân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, liền muốn lui mà đúng lúc này dưới chân diệp quang đột nhiên bay lên một tia sét kinh lôi mà vào giờ khắc này diệp quang đã không phải là trước đó hắn sau khi có ngao thiên thiên gia trì cảnh giới tốc độ của hắn trực tiếp đạt đến đỉnh phong Phốt. thần quân không có ngay đầu tiên liền lựa chọn lui trực tiếp bị một đạo kiếm quan xé rách mà qua từ giữa trán thần quân cứng ở tại chỗ rất nhanh gã trở nên hoảng sợ bởi vì gã phát hiện ra bản thể của gã vậy mà đang ngã xuống. Làm sao có thể? Thần quân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, kiếm này lại có thể giết bản thể gã. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thần quân điên cuồng gầm thét. Mà Diệp Quang đã vọt tới trước mặt vòng xoáy màu đen kia, hắn đang muốn xuất kiếm chém xuống, đúng lúc này, Lý Bán Tri ở phía dưới đột nhiên gầm thét, cẩn thận. Diệp Quang đột nhiên quay đầu nhìn lại, vào giờ phút này Lục Thiên ra tay rồi. Cuối cùng cũng không nhịn được. Trong lòng Diệp Quang giật mình, nhưng hắn không có lui, bởi vì hắn biết, hắn căn bản là không có cách lui. Ngay vào lúc Diệp Quang muốn liều mạng đánh cược, một bàn tay đột nhiên khoác lên trên bả vai hắn, yên tâm, sẽ không để cho ngươi bị lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi đứng đấy, xem chúng ta biểu diễn. Diệp Quang vừa muốn quay đầu, một nữ tử chạy tới trước mặt hắn, nữ tử mặc một bộ váy dài màu tím nhạt bên hông buộc một chiếc đai lưng màu đỏ, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, mái tóc đen xõa xuống, tản mắt quanh eo, quả thực là thanh lịch vô song. Mà ở trong tay nữ tử, cầm một thanh kiếm. Kiếm tu. Diệp quan sửng sốt. Mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm rất bình tĩnh, không có bất kỳ kiếm ý cùng với kiếm thế gì, nhưng... Quanh. Lục thiên vừa tới trước mặt nữ tử, chính là trong nháy mắt liền bị một kiếm này chém lui đến ngàn trượng bên ngoài lục thiên sau khi dừng lại y nhìn thoáng qua tay phải của mình trong lòng bàn tay có một vết kiếm hàng sâu lục thiên hiếp hai mắt lại y nhìn về phía nữ tử tầm kiếm nơi xa cười khẽ hóa ra là nhân gian đệ tứ kiếm mặt thiên đạo mặt thiên đạo nhân gian đệ tứ kiếm kỳ thật hiện tại cũng đã là nhân gian đệ ngũ kiếm đương nhiên điểm này không trọng yếu trọng yếu là tạo nghệ kiếm đạo của nàng bốn kiếm đằng trước không ra nàng chính là vô địch nhìn thấy mặt niệm niệm lý bán tri ở một bên lập tức thở dài một hơi còn tốt ngày đó vì lý do an toàn nàng thông tri cho mặt niệm niệm cũng yêu cầu nàng trở về trấn tràng bằng không hậu quả khó mà lường được cường giả chân thế giới tới hôm nay thật sự là rất rất nhiều mặt niệm niệm nhìn thoáng qua lục thiên lục thiên đang muốn nói chuyện mặt niệm niệm đột nhiên đưa tay chính là một kiếm Quanh! trong chớp mắt mọi người còn chưa kịp phản ứng lục thiên chính là lại lui ngàn trượng mà vào lúc y dừng lại cánh tay phải của y đột nhiên trượt xuống chỗ từ bả vai máu tươi phun xối xả như suối lục thiên hiếp hai mắt lại y nhìn về phía mặt niệm niệm đang muốn nói chuyện mặt niệm niệm đột nhiên lại là một kiếm Quanh! lục thiên lại lui ngàn trượng mà lần này vào lúc y dừng lại cánh tay trái của hắn cũng rơi xuống máu tươi dân trào, vô cùng dọa người. Hai kiếm chém hai cánh tay. Lục thiên lại là nở nụ cười, không hổ là người làm bạn với nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới chúng ta năm đó, lợi hại, thật là lợi hại. Oanh! Thanh âm rơi xuống, thân thể của lục thiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi bay lên từ trong cơ thể lục thiên. Nam tử trung niên mặc một bộ áo trắng, tóc trắng phơ, không cột không buộc, nhẹ nhàng phiêu đảng theo gió, hai đầu lông mày lộ ra một cổ khí thế không giận tự uy. Hai tay của y vẫn còn nguyên. Mà ở phía dưới y, lục thiên lại không có hai tay. Sắc mặt của lục thiên rất khó nhìn, bị thương vì sao là chính mình. Mặt niệm niệm nhìn chầm chầm nam tử trung niên, trấn thiên môn tại chân thế giới có chính đại thần đế, tám vị đã từng bị ta đánh, xem ra, ngươi hẳn không phải là vị cuối cùng kia. Nam tử trung niên cười nói, ta là người thứ 10, mới vừa tấn thăng, Thái Hòa Thần Đế. Nói xong, y mỉm cười, không ngờ tới hôm nay Mạc Thiên Đạo sẽ xuất hiện, cũng tốt, ta đã sớm muốn đánh với Mạc Thiên Đạo một trận, còn xin chỉ giáo. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó bắt đầu tịch diệt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả đại chiến bốn phía kia đều là kịch biến, dùng dập ngừng lại, sau đó đồng thời nhanh chóng lùi lại mà ở bên cạnh Diệp Quang, ảnh nữ đột nhiên duỗi tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, mảnh thời không của nàng cùng với Diệp Quang kia trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Đúng lúc này, tay phải của Thái Hòa thần đế đột nhiên đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số đại đạo thần bí đột nhiên cuốn tới từ giữa thiên địa, sau đó chui vào trong lòng bàn tay phải của y. Tay cầm chư thiên đại đạo. Vào giờ khắc này, toàn bộ tiểu quan đại lục cũng bắt đầu rung rẩy kịch liệt, mà khu vực trong phương viên gần trăm vạn dặm của quan huyền học viện càng là bắt đầu yên diệt từng khúc tất cả mọi người hoảng hốt nhìn thấy một màn này diệp quan ở bên cạnh ảnh nữ lại trở nên máu nóng sôi trào cường giả đây mới là cường giả đỉnh cấp giữa thiên địa không thể không nói cách cục của chính mình trước kia thật sự là hơi nhỏ bổ ngọn núi tính là cái gì lão tử vào một ngày nào đó muốn bổ thiên thiên Đúng lúc này, Thái Hòa Thần Đế đột nhiên nhìn về phía mặt niệm niệm, y nhất miệng cười một tiếng, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. ầm ầm. Đột nhiên, một đạo quyền ấn ẩn chứa vô số đại đạo đột nhiên bao phủ mà qua từ giữa sân, đánh thẳng đến mặt niệm niệm. Mặt niệm niệm lộ ra thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Vẫn như cũ là một kiếm bình tĩnh. Oanh! Một kiếm này đâm ra, đạo quyền ấn kia lập tức bị một kiếm này bứt đứng ở tại chỗ, mà bốn phía thiên địa lại bắt đầu bùng cháy yên diệt tại thời khắc này. Mạc niệm niệm hiếp hai mắt lại, một lần nữa chém xuống một kiếm. ầm ầm Đạo quyền ấn kia vỡ nát ầm ầm Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh cũng đột nhiên sân bao phủ mà qua từ giữa. Mạc niệm niệm đâm ra một kiếm. Một kiếm này ra, trực tiếp đâm vào trên một đạo quyền mang. ầm ầm chỉ một thoáng, thiên địa trực tiếp yên diệt, biến thành một màu đen kịt. Mà ở trước mặt mặt niệm niệm, Thái Hòa Thần Đế trực tiếp lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà, mặt niệm niệm lại là không có thừa thắng xông lên. Giao thủ mấy lần, nàng cũng đều không có thừa thắng xông lên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quang ở một bên lập tức trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía ảnh nữ bên cạnh, nói, vị tỷ tỷ này, ở bốn phía chúng ta còn có cường giả thần linh, hơn nữa có khả năng còn mạnh hơn so với vị thái hòa thần đế này. ảnh nữ hỏi nói như thế nào. diệp quang nhìn mặt niệm niệm ở phía xa trầm giọng nói vị mạc thiên đạo này nắm chắc cơ hội có thể thừa thắng sông lên nhưng nàng cũng đều không có hơn nữa nàng vẫn luôn ở rất gần ta hết sức rõ ràng nàng đang phòng bị thần linh trong âm thầm nói xong hắn dừng lại một chút lại nói nếu như ta không có đoán sai vị thái hòa thần đế kia sở dĩ ra tay là bởi vì có cường giả thần linh đỉnh thấp tới y muốn dụ hoặc mạc thiên đạo chủ động tiến công một khi mạc thiên đạo chủ động tiến công thần linh trong âm thầm khẳng định liền sẽ lập tức ra tay với ta chẳng qua y không có nghĩ tới là vị mạc thiên đạo này không có mắt mưu của y trong âm thầm có thần linh ảnh nữ cao mày nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó cảm ứng bốn phía một cái một lát sau nàng lắc đầu không cảm ứng được nghe vậy Sắc mặt của Diệp Quang trầm xuống. Vị ảnh nữ tỷ tỷ này không cảm ứng được, như vậy cũng chỉ có một lý do, thần linh trong âm thầm khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Diệp Quang hỏi trong lòng, Tháp gia, vị cường giả thần linh trong âm thầm kia mạnh không? Tháp nhỏ nói, mạnh. Thật sự có. Diệp Quang do dự một chút, sau đó nói, Tháp gia, có cường giả thần linh trong âm thầm, ngươi làm sao không nhắc nhở ta một tiếng? Tháp nhỏ nói, Ngươi thông minh như vậy, ta không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng có thể đoán được. Diệp Quang mặt đen lại, nhưng một phần vạn nếu như ta không đoán được thì sao? Tháp nhỏ nói, lại có quan hệ gì với ta chứ? Nếu như ngươi bị đánh chết, ta cũng bất lực, dù sao, ta chẳng qua chỉ là một cái tháp. Diệp Quang yên lặng. Xong rồi. Tháp gia bắt đầu ngang bướng. Ở nơi xa, vị Thái Hòa Thần Đế kia nhìn chầm chầm mặt niệm niệm, không nói gì rõ ràng, nữ nhân này đã thấy rõ ý đồ chân thực của y. đúng lúc này, mạc niệm niệm đột nhiên nói, hết thảy cường giả quan huyền học viện lập tức lui ra sau lưng thiếu chủ. nghe mạc niệm niệm nói, hết thảy cường giả quan huyền học viện giữa sân không có chút do dự nào, dùng dập thối lui đến sau lưng diệp quang. mạc niệm niệm đột nhiên quay người chém ra một kiếm. xẹt, thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra, một đường hầm thời không trọng ngàn trượng xuất hiện ở trước mặt đám người diệp quang mặt niệm niệm nhìn diệp quan mang theo bọn hắn đi tới trụ giới bảo vệ bọn hắn thật tốt bọn hắn không nên tham dự chiến đấu như vậy người lưu ở quan huyền học viện kỳ thật đều là tạm thời không có tư cách đi tới hư chân chiến trường chỉ có sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định mới có thể đi tới hư chân chiến trường mà bây giờ những người quan huyền học viện này lại phải đối kháng với cường giả tinh nhuệ nhất đến từ thế giới thần linh đây khẳng định là không được hơn nữa những người học viện này, có thể nói là tương lai của học viện, nếu như đều chết ở chỗ này, vậy sau này học viện trong tương lai sẽ xuất hiện đứt kể nghiêm trọng. Diệp Quang lần này không nói nhảm câu nào, liền nói ngay, đi. Nói xong, hắn quay người đi về phía đường hầm thời không kia. Người còn lại giữa sân cũng là dồn dập vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, một vị thần quân ở nơi xa đột nhiên nói, muốn đi. Nói xong, gã liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo kiếm quan đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Phốt! Vị thần quân kia còn chưa kịp phản ứng, giữa trán chính là đã bị xuyên qua. Mặt niệm niệm quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua những thần linh kia, lại cử động thử một chút. Một đám thần linh nhìn mặt niệm niệm, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đối với vị mạc thiên đạo này, bọn hắn thế nhưng là không có chút lạ lẫm nào. Vị này năm đó từng từng đi theo nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới, trận chiến kia, nhân gian kiếm chủ nhất chiến thành danh, mà cùng nhau thành danh, trong đó có mặt thiên đạo. Cũng chính là trận chiến kia, làm cho toàn bộ chân thế giới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào quan huyền vũ trụ. Từ trước tới nay, chân thế giới lần đầu tiên bị ngoại nhân tiến vào, theo lời đồn, trận chiến kia, vị nhân gian kiếm chủ kia chém giết hơn trăm vạn thần linh, trong đó, thần đế ngã xuống liền có chừng trên ngàn vị. Đương nhiên, cũng chỉ có một lần kia. Sau lần đó, quan huyền vũ trụ rốt cuộc không có người có thể tiến vào chân thế giới mặt thiên đạo đột nhiên nhìn về phía trần quang tử sắp đi vào đường hầm thời không trần quang tử kiếm tông trần quang tử nhìn về phía mặt thiên đạo mặt thiên đạo nhìn chằm chằm y nếu như có cường giả phía trên thần đế xuất hiện liền có thể gọi tổ gọi tổ đây là ác chủ bài cuối cùng của kiếm tông chẳng qua bởi vì năm đó diệp huyền cùng với hư chân thế giới từng có ước định cường giả phá thần cảnh không được ra tay, bởi vậy, lá bài tẩy này của kiếm tông cũng là bị hạn chế. Hơn nữa, trong trận chiến năm đó, Thanh Sam kiếm chủ cùng với thiên mệnh và tiêu giao kiếm tu, vì dịp huyền phá thần, đều không có lựa chọn ra tay. Mà 30 triệu năm sau, ai cũng không dám cam đoan Thanh Sam kiếm chủ có thể buông xuống hay không. Nhưng nàng cảm thấy, con trai không giúp, cháu trai cũng không giúp, vậy cái dòng họ này cũng thật sự không cần thiết đổi lại về sau vẫn họ dịp đi nghe mạc thiên đạo nói trần quang tử khẽ gật đầu sau đó mang theo một đám kiếm tu sau lưng tan biến ở phía xa mạc niệm niệm ngẩng đầu nhìn về thiên tú cùng với kỳ bỉ thiên phía chân trời thiên tú cô nương còn làm phiền các ngươi ở đây đoạn hậu với ta thiên tú gật đầu được các nàng kỳ thật cũng không có cách nào đi bởi vì vì đối thủ của các nàng cũng rất mạnh hiện tại hai bên đều đang ngăn chặn hai bên mà còn lại chính là xem viện quân của ai tới trước. Ở nơi xa, Thái Hòa Thần Đế nhìn chầm chầm mặt niệm niệm, mà mặt niệm niệm cùng với thiên tú và đám người kỳ bỉ thiên liền thủ ở lối vào đường hầm thời không kia. Hai bên trong lúc nhất thời tiến vào trạng thái giằng co. Kỳ bỉ thiên đột nhiên nói, niệm niệm cô nương, người hư chân thế giới làm sao còn chưa đến trợ giúp. Mặt niệm niệm lắc đầu, bọn hắn không tới được. Kỳ bỉ thiên sửng sốt. Mặt niệm niệm nói khẽ, vào lúc biết được thân phận chân thật của Diệp Quang, chân thế giới tất nhiên sẽ lập tức phát động tổng tiến công, kiềm chế lại đám người a la ở hư chân thế giới. Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày, nếu như hư chân thế giới không có ai có thể tới trợ giúp, một khi cường giả viện quân của chân thế giới đến, đám tiểu gia hỏa kia. Mạc Niệm Niệm nói, còn có viện quân. Kỳ Bỉ Thiên kinh ngạc, người nào? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, bất cứ lúc nào đều không nên đánh giá thấp một người mẹ, cục diện hôm nay mẹ hắn tất đã có đoán trước, cho nên lại nhìn đi. Tần Quang Trong trận chiến năm đó, nữ nhân này đã từng tiến vào chân thế giới. Hơn nữa, thần linh nàng giết còn muốn nhiều hơn so với nhân gian kiếm chủ. Người khác giết người, là giết từng người từng người. Nhưng nàng khác biệt, nàng giết người, chính là giết từng mảnh từng mảnh. Ở bên trong đường hầm thời không, vào giờ khắc này, vẻ mặt của một đám cường giả quan huyền học viện sau lưng Diệp Quang đều là vô cùng ngưng trọng. Một trận chiến này, phía quan huyền học viện thật sự là tổn thất nặng nề. Quan huyền vệ thượng của Lý Bán Tri điều tới, hiện tại chỉ còn 5 vị. Mấy trăm kiếm tu kiếm tông, chỉ còn hơn 200. Một trận chiến này, kiếm tông trực tiếp ngã xuống hơn 100 vị kiếm tu. Về phần cường giả quan huyền học viện, càng là chết vô số. Hết sức thảm một trận chiến này, quan huyền học viện bị đánh cho không kịp trở tay. Diệp quan chậm rãi quét qua mọi người giữa sân, yên lặng không nói. Những người này, không thân chẳng quen với hắn, nhưng lại đều đang liều mạng bảo vệ Diệp quan hắn. Vì sao? Bởi vì hắn là con trai của nhân gian kiếm chủ. Cái thân phận này, không chỉ là một loại vinh dự, càng là một loại trách nhiệm. Thủ hộ toàn bộ quan huyền vũ trụ. Không thể không nói, áp lực của Diệp Quang rất lớn. Dù sao, vào trước hôm nay, hắn vẫn chỉ là một vị kiếm tu bình thường. Mà bây giờ, hắn lại trở thành con trai của Nhân Gian kiếm chủ, cái thân phận này, hắn tự nhiên là còn chưa có thích ứng, đặc biệt là vào lúc thấy những người học viện kia đi liều mạng vì hắn, cái loại cảm giác này, hắn không có cách nào hình dung. Lý Bán Tri đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quang, nàng nói khẽ, chớ có suy nghĩ nhiều. Nàng cũng đi cùng, nàng không biết đánh nhau ở lại đây cũng không có bất kỳ tác dụng gì diệp quang hít vào một hơi thật sâu sau đó quay đầu nhìn về phía lý bán tri tri di nếu như ta đoán không sai chúng ta có thể sẽ không có viện binh bởi vì sau khi biết được thân phận của ta thần linh chân thế giới tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn đám người a à la đại kiếm đế ở hư chân thế giới lý bán tri yên lặng điểm này nàng cũng nghĩ đến diệp quang lại nói mục đích của chúng ta bây giờ là trụ giới tri di ta không hiểu rõ đối với trụ giới ta muốn hỏi nếu như đến trụ giới chúng ta liền thật sự có thể chống cự những thần linh kia sao lý bán tri sau khi yên lặng một lát nói ta không dám xác định thế nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thể đi trụ giới nơi đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta lựa chọn duy nhất diệp quang đột nhiên hỏi tri di vừa rồi ta nghe ngươi nói trụ giới có võ thần vệ chạy đến Lý Bán Tri gật đầu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, bọn hắn liền có thể tụ hợp cùng với chúng ta. Diệp Quang khẽ gật đầu, trầm tư. Lý Bán Tri nhìn về phía Diệp Quang, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn có thể xúi dục người hư chân thế giới, chẳng lẽ liền không thể xúi dục tiên bảo các sao? Lý Bán Tri bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Diệp Quang bình tĩnh nói, chúng ta có thể đi trụ giới, nhưng tốt nhất là đừng tụ hợp cùng với nhóm võ thần vệ kia không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bởi vì vào lúc chúng ta tiến vào đường hầm thời không đi tới trụ giới vị thái hòa thần đế kia cũng không có liều mạng ngăn cản chuyện này quá không hợp lý lý bán tri liền nói ngay ám u viện thủ xây dựng một đường hầm thời không mới ám u liền nói ngay tuân mệnh nói xong lão dẫn người tan biến ở phía xa rất nhanh đám người ám u trực tiếp cưỡng ép mở ra một đường hầm thời không mới thế là mọi người thay đổi tuyến đường lý bán tri quay đầu nhìn về phía diệp quang nhìn diệp quang trong mắt nàng có một vệt tán thưởng tên tiểu tử này tâm tư rất cẩn thận tỉ mỉ diệp quang đột nhiên nói ám u viện thủ ám u liền nói ngay có thuộc hạ diệp quang nhìn ám u tại trụ giới có người của ngươi không ám u gật đầu có Diệp Quang nói, có thể liên hệ với bọn họ không? Ám U khẽ gật đầu, có thể. Diệp Quang trầm giọng nói, người nào ở trụ giới đáng tin cậy nhất? Cái chủng loại đáng tin 90% kia. Ám U nói, võ lão võ cắt, lão là người tầng các chủ mang ra, tuyệt đối không thể phản bội tầng các chủ cùng với thiếu chủ, mà bây giờ, võ thần vệ chính là lão trưởng quản. Diệp Quang sau khi trầm tư một lát, nói, võ thần vệ tụ hợp cùng với chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi để cho người của ngươi đi tụ hợp với nhóm võ thần vệ này, nếu như người dẫn đầu không phải vị võ lão này, vậy chúng ta liền không cần thiết đi trụ giới. Ám u sửng sốt. Rất nhanh, thần sắc của lão trở nên khó coi. Trụ giới cũng không có bị chân thế giới phong tỏa, nói một cách khác. Vị võ lão này khẳng định đã biết tin tức Diệp Quang chính là con trai của tần các chủ, ở dưới loại tình huống này, Võ lão khẳng định là sẽ đích thân dẫn người đến đây trợ giúp. Nếu như lão không có tự mình dẫn người đến, chỉ có một lời giải thích, đó chính là trụ giới cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Mà nếu như trụ giới xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn đi đến đó, vậy liền thật sự chính là tự chui đầu vào lưới. Ám U làm một lễ thật sâu, sau đó quay người thối lui. Diệp Quang quay đầu nhìn về phía mọi người sau lưng, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bên cạnh hắn có nhiều người đi theo như vậy hắn không thể không suy nghĩ nhiều không thể không cẩn thận bởi vì sơ sẩy một cái có thể sẽ hại chết rất nhiều rất nhiều người những người này đều không nên tham dự loại cấp bậc chiến đấu này diệp quang đột nhiên nhìn về phía lý bán tri lại hỏi tri di hiện tại tiên bảo các là ai đang làm chủ lý bán tri nói ứng thanh cô nương diệp quang nói khẽ nàng hẳn là cũng đã biết chuyện bên này lý bán tri khẽ gật đầu không có khả năng không biết nếu ta đoán không sai nàng hiện tại hẳn là đang nghĩ biện pháp chạy tới nơi này diệp quang khẽ gật đầu sau đó quay người nhìn về phía tất cả mọi người sau lưng mọi người chữa thương trước đi mọi người gật đầu trong trận chiến trước đó bọn hắn mặc dù đều còn sống nhưng cơ bản đều là bản thân bị trọng thương đặc biệt là phía kiếm tông rất nhiều kiếm tu là xông lên phía trước nhất tổn thất là thảm trọng nhất diệp quang nhìn về phía văn viện một bên người cầm đầu là viện thủ văn viện thư hiền cùng với diệp quan chỉ nhìn thấy diệp quan nhìn sang diệp quan chỉ mỉm cười diệp quan khẽ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác ở phía thần đạo viện người cầm đầu là nam năng nhất nhất trong trận chiến trước đó những thần thuật sư thần đạo viện này thế nhưng là phát huy tác dụng cực lớn nếu như không có bọn họ kiềm chế những thần linh kia tổn thất của phía quan huyền học viện khẳng định sẽ càng nặng nhìn thấy diệp quan nhìn sang nam lăng nhất nhất đầu tiên là sững sờ sau đó phất phất tay đối với diệp quang thiếu chủ trong lòng nàng diệp quang vĩnh viễn là sư đệ của nàng diệp quang mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác ở bên trì nơi nào đó có một nữ tử đứng nơi đó tóc trắng áo choàng trắng chính là tịch huyền tịch huyền là người u minh điện mà toàn bộ u minh điện chỉ có một vị đệ tử nàng bởi vậy vào thời khắc này nàng đứng ở nơi đó trong rất là cô đơn. Nhìn thấy Diệp Quang nhìn sang, ánh mắt của Tịch Huyền lập tức nhìn về phía nơi khác, không nói gì. Diệp Quang sau khi yên lặng một lát, cũng thu hồi ánh mắt. Tịch Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quang thu hồi ánh mắt, thần sắc ảm đạm, hơi hơi cúi đầu. Trong lòng nàng cũng rất phức tạp. Bây giờ, Diệp Quang vậy mà nhảy lên trở thành thiếu chủ quan Huyền Học Viện. Thiếu chủ học viện. Tịch Huyền mỉm cười, điều này hiển nhiên là một kiện sự tình cực tốt hắn càng tốt, nàng càng vui vẻ. Diệp Quang đột nhiên nhìn về phía tuế Miệt động thiên một bên, lúc này, cường giả tuế Miệt động thiên đã ít hơn phân nữa. Không chỉ tuế Miệt động thiên, ngay cả cường giả linh hư thần địa cũng là ít hơn phân nữa. Lúc ban đầu, hai tộc này vì giúp hắn ngăn cản thần tướng, đã đi liều mạng. Diệp Quang đi đến trước mặt Nam Ly Âm cùng với Trương Vân Thiên, hai người liền muốn hành lễ, Diệp Quang vội vàng ngăn trở hai người. Diệp Quang nói khẽ, hai vị tiền bối thật có lỗi trương vân thiên vội vàng nói thiếu chủ ngàn vạn lần đừng có nói như thế nói xong ông ta cũng là lắc đầu cười một tiếng ta cũng không ngờ tới ngươi lại là con trai của nhân gian kiếm chủ là thiếu chủ của chúng ta như ông ta nói ông ta là thật sự không nghĩ tới mà ông ta vào giờ phút này cũng mới thật sự hiểu lúc ấy tiên tổ vì sao muốn ông ta toàn lực tương trợ diệp quang hóa ra tiên tổ đã sớm biết thân phận của diệp quang không chỉ Trương Vân Thiên, Nam Ly Âm cũng là không có nghĩ tới, nàng càng không nghĩ đến chính là, lời nàng nói xạo, lại là thật. Bây giờ nghĩ đến, chính nàng cũng đều cảm thấy buồn cười. Giống như Trương Vân Thiên, nàng vào giờ khắc này mới hiểu được lúc ấy tiên tổ Nam Ly Mộng vì sao muốn nàng trợ giúp Diệp Quang vô điều kiện. Một đám trưởng lão tuế nguyệt động thiên vào giờ phút này cũng là vô cùng hưng phấn, bọn hắn không có ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ có hưng phấn, bởi vì bọn hắn đã sớm biết thân phận của Diệp Quang. Mà càng hưng phấn hơn so với Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa, là thuộc về Thiên Long Tộc. Vào giờ khắc này, Tộc trưởng Thiên Long nhất tộc Ngao Thịnh cùng với một đám trưởng lão Thiên Long tộc thật sự chính là vô cùng hưng phấn. Thiếu chủ đấy. Khác biệt so với Linh Hư Thần Địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên chính là thiếu tộc trưởng Thiên Long tộc Ngao Thiên Thiên cùng với Diệp Quang Thế nhưng là ký kết khế ước bình đẳng. Hai người đã dung hợp, cái tầng quan hệ này cũng không bình thường nói tóm lại thiên long tộc lần này thật sự đã đặt cược vào kho báu vào giờ khắc này trong lòng một đám cường giả thiên long tộc cũng không khỏi cảm thán vẫn là ánh mắt của thiên thiên tốt nếu như thiên long nhất tộc lựa chọn lục thiên như vậy thiên long tộc liền thật sự xong rồi diệp quang ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối đường hầm thời không nơi xa trong mắt lại có một vệt lo lắng bởi vì từ trước mắt mà nói hắn phát hiện ra thực lực tổng hợp của quan huyền vũ trụ là muốn thấp hơn chân thế giới. Hơn nữa, nội bộ học viện có vấn đề rất lớn. Chân thế giới vậy mà vô thanh vô tức đánh tới tổng viện quan huyền học viện, chuyện này quá không bình thường. Đúng lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quang, lão nhìn chầm chầm Diệp Quang, người của chúng ta đã tụ hợp với người võ cắt. Diệp Quang liền vội hỏi, như thế nào? Ám u trầm giọng nói, tới không phải võ lão, hơn nữa, người của chúng ta cũng phát hiện ra đối phương không thích hợp. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quang lập tức trầm xuống. Lý Bán Tri ở một bên cũng cau mày. Ngay cả nội bộ tiên bảo các cũng đều xảy ra vấn đề. Thực sự quá khủng bố. Ám U trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nói thực ra, lão hiện tại cũng có chút hoảng rồi. Nếu như ngay cả trụ giới cũng đều xảy ra vấn đề, như vậy nói một cách khác, Tiên bảo các trước mắt cũng là không an toàn. Giữa sân Diệp Quang trầm tư, mà đúng lúc này, đường hầm thời không nơi xa đột nhiên vỡ nát. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Sắc mặt của Ám U đại biến, lão hướng về phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên. Trong nháy mắt, thời không bốn phía triệt để vỡ nát. Ngay sau đó, mọi người xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Mà ở trước mặt mọi người cách đó không xa, có hơn một trăm người đứng nơi đó. Cầm đầu là một nam tử trung niên. Nhìn thấy những người này, vẻ mặt của Ám U lập tức trầm xuống, "Thiếu chủ, bọn hắn chính là võ thần vệ tới tiếp ứng chúng ta." Võ thần vệ. Diệp Quang nhìn nam tử trung niên cầm đầu, yên lặng. Quả nhiên là làm phản rồi. Diệp Quang nhíu chặt mày, Tiên Bảo các liền không có năng lực như vậy. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quang, ngăn chặn bọn hắn. Không nói nhảm câu nào, sau lưng nam tử trung niên, một đám võ thần vệ liền muốn xuất thủ. Ai dám động đến thiếu các chủ? Đúng lúc này, ở sâu trong tinh không, một tiếng trống giận dữ đột nhiên truyền đến, toàn bộ tinh hà rung rẩy vì đó. Mọi người cùng nhau nhìn lại, ở phần cuối tinh không kia, một chiếc cự hạm to lớn dài trăm vạn trượng trực tiếp xé rách thời không bay ra. Người cầm đầu là một lão giả. Võ lão. Mà ở đằng sau chiếc trụ hạm này còn có mấy chục vạn cự hạm hình thể khổng lồ. Trăng rắc. Đột nhiên, thời không bốn phía trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số khí tức kinh khủng trào ra, ngay sau đó, mấy chục vạn vị cường giả mặc áo giáp màu tím cùng nhau đi ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà bắt đầu rung rẩy. Ra mắt thiếu chủ. Giữa sân, mấy chục vạn cường giả đi ra đột nhiên cùng nhau quỳ một chân trên đất, chúng ta tới hộ giá chậm, thỉnh thiếu các chủ thứ tội, chúng ta bái kiến ngài nói xong tất cả mọi người cùng nhau cúi đầu ra mắt thiếu chủ giữa sân mấy chục vạn cường giả cùng nhau quỳ lạy thanh âm chấn động tinh hà mà ở phía trên chiếc cự hạm kia võ lão hướng về phía trước bước ra một bước lúc một bước này rơi xuống người đã đi tới trước mặt diệp quang võ lão liền muốn quỳ đi xuống nhưng lại bị diệp quang ngăn lại diệp quang nói khẽ võ lão là người mà mẫu thân tín nhiệm nhất không cần những nghi thức xã giao này Võ lão vẫn chậm rãi quỳ xuống, cung kính nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần." Diệp Quang đỡ Võ lão dậy, sau đó nói: "Trước không nói chuyện này, giải quyết chuyện trước mắt đi." Võ lão khẽ gật đầu, lão quay người nhìn về phía trung niên nam tử nơi xa kia, lão nhìn chằm chằm nam tử trung niên, gầm thét: "Dư trưởng lão, các chủ không đối xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội các chủ?" Vị Dư trưởng lão kia khẽ cười, đang muốn nói chuyện Diệp Quang đột nhiên nói, giết gã, gã muốn kéo dài thời gian. Giết y. Mọi người sửng sốt. Bốn phía, những cường giả tiên bảo các đó cũng sững sờ ở tại chỗ, sau đó dồn dập nhìn về phía võ lão. Diệp Quang lộ ra thần sắc bình tĩnh như nước, không nói gì. Mà võ lão lại là sắc mặt kịch biến, còn đứng ngay ra đó làm gì? Thiếu chủ nói giết gã, vậy thì nhanh động con mẹ nó thủ. Nói xong, trên mặt lão đều đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Đám khốn kiếp các ngươi, cũng đừng có hại lão phu chứ. Nếu vị thiếu chủ này là một người tâm nhãn nhỏ, các ngươi làm như vậy, lão phu coi như là xong đời. Nghe võ lão nói, những cường giả giữa sân kia cũng đều lấy lại tinh thần, sau đó lao thẳng về phía đám người dư trưởng lão. Võ lão vụng trộn nhìn thoáng qua Diệp Quang, thấy thần sắc của Diệp Quang bình tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng, trái tim lập tức lạnh một nửa không phải lão suy nghĩ nhiều, mà là lão từng ở hệ ngân hà, biết rõ phần lớn quân đội không nghe lời người nắm quyền sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đặc biệt là lần này, võ các vậy mà xuất hiện phản đồ, nếu như không phải lão cảm thấy không thích hợp, tự mình dẫn người vội vàng đuổi theo, hậu quả sẽ khó mà lường được. Ở nơi xa, vị dư trưởng lão kia lập tức nhíu lông mày lại, gã nhìn chầm chầm diệp quan, trong lòng có chút chấn kinh, gã không nghĩ tới, thiếu các chủ trước mắt này vậy mà sát phạt quả đoán như thế, không có cho gã trì hoãn một chút thời gian nào. Mà đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh! Ở trước mặt dư trưởng lão, thời không đột nhiên phá vỡ, ngay sau đó, một đạo đao mang đột nhiên chém ra từ bên trong thời không nứt ra. Suy Trong nháy mắt, mấy trăm vị cường giả tiên bảo các tiếng lên trực tiếp bị đạo đao mang này chém vỡ thành hư vô. Mọi người hoảng hốt. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi ra ở trong mắt của mọi người, nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có 20 tuổi, váy xanh che áo tím, khuôn mặt như vẻ, da thịt như tuyết, mái tóc dài màu lam sẫm rủ xuống bên hông, mà ở phía bên phải hông của nàng, đeo một thanh đoạn kiếm vỏ đen, chỗ chui kiếm đoạn kiếm, có hai chiếc chung nhỏ. Ở sau lưng nữ tử, còn có một vị lão giả lưng còng đi theo, lão giả gầy gò, tóc bạc trắng bù xù, ở trong tay trái của lão, cầm một thanh trường đao mang vỏ, mà bàn tay trái cầm đao, chỉ có bốn ngón tay một đao vừa rồi kia, liền là lão xuất ra. Ở bên cạnh Diệp Quang, ám u gắt gao nhìn chầm chầm lão giả lưng còng kia, thần đế. Nghe vậy, Diệp Quang lập tức nhíu lông mày lại. Lại có một vị thần đế tới. Mẹ nó. Chân thế giới các ngươi là điên rồi sao? Các ngươi chơi như vậy, ta thế nhưng là không chống nổi. Diệp Quang cả giận nói trong lòng, tháp gia, ta không muốn cố gắng. Ta muốn gọi người, ta muốn gọi cô cô váy trắng. Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó khuyên nhủ, ngươi đừng có như vậy, mặc dù bọn hắn quả thật có chút quá phận, thế nhưng, cũng không cần thiết gọi người, một khi gọi nghiện, vậy sẽ rất không tốt. Diệp quan trừng to mắt, tháp gia có ý tứ là, cô cô váy trắng hoàn toàn đánh thắng được thần đế, đúng không? Nghe vậy, tháp nhỏ lập tức trung giọng nói, ngươi là ma quỷ sao? Đến lúc này, tên vương bác đảng này vẫn còn gài bẫy lão tử con mẹ nó người nào chịu nổi. Ngươi không kế thừa thứ gì tốt, hết lần này tới kế thừa tâm nhãn của cha và mẹ ngươi. Quá bất hợp lý. Diệp quan lại là nở nụ cười, hết sức rõ ràng, hắn đã có chút đánh giá thấp thực lực của cô cô váy trắng. Hắn sợ dĩ hỏi như vậy, chính là muốn hỏi thăm một chút thực lực của cô cô váy trắng, bởi vì cho tới bây giờ, những cường giả hắn nhìn thấy này, đều không có loại cảm giác mà cô cô váy trắng tạo ra cho hắn. Cảm giác gì? cảm giác vô địch. Hắn cảm giác, cô cô váy trắng giết người đều không cần ra kiếm thứ hai. Mà những cường giả xuất hiện bây giờ này, thực lực khẳng định mạnh hơn đại kiếm đế, nói một cách khác, thực lực của cô cô váy trắng vô cùng có khả năng ở phía trên thần đế. Phía trên thần đế. Diệp Quang suy nghĩ một chút, lại hỏi, tháp gia, cô cô váy trắng có thể chống lại bao nhiêu thần đế? Tháp nhỏ cả giận nói, một ngàn tỷ. Diệp Quang mặt đen lại, ngươi lại bắt đầu không đứng đắn. Tháp nhỏ Ở nơi xa, nữ tử thần linh kia sau khi ra ngoài, nàng liếc mắt đánh giá dịp quan phía xa, sau đó hơi hơi nhấc khóe miệng lên, huyền khí truyền âm cho lão giả bên cạnh, du sư phó, đợi chút nữa ta lừa tên tiểu tử kia qua, ngươi tìm hội dùng một đao kết liễu hắn. Lão giả cầm đao nhìn thoáng qua Diệp Quang nơi xa, không nói gì. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quang, vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười sáng lạng, này, nam nhân đẹp trai kia có thể qua đây tâm sự được không ở nơi xa diệp quang thu hồi suy nghĩ nhìn về phía nữ tử thần linh ngạc nhiên ta nữ tử thần linh cười nói đúng vậy diệp quang nhìn thoáng qua lão giả sau lưng nữ tử thần linh nữ tử thần linh hé miệng cười một tiếng ngươi thế nhưng là thiếu chủ quan huyền học viện ngươi sẽ không sợ sệt chứ diệp quang cười nói cô nương xưng hô như thế nào nữ tử thần linh trừng mắt nhìn ngươi qua đây Ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Quang nhìn chằm chằm nữ tử thần linh, Tháp gia của ta nói ngươi có sát tâm, bảo ta đừng đi qua, ta nghe ta Tháp gia. Tháp nhỏ. Nữ tử thần linh nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy, loại hành vi hèn hạ vô sĩ kia, ta thế nhưng là không làm được. Diệp Quang nhìn chằm chằm nữ tử thần linh, sự tình lần này là ngươi bày kế sao? Nữ tử thần linh hơi kinh ngạc, ngươi vì sao lại nói như vậy? Diệp Quang bình tĩnh nói, một vị thần đế đi theo bên cạnh ngươi, hơn nữa còn cung kính như thế, xem ra, thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Cho nên, ta đoán một thoáng, nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi, ta hẳn là đoán trúng. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả quan huyền học viện trong sân lập tức trở nên ngưng trọng. Nữ tử trước mắt này mới thật sự là người chủ sự sau màn. Nữ tử thần linh liếc mắt đánh giá Diệp Quang, cười nói, nhân loại các ngươi, thật thông minh. Diệp Quang nhìn nữ tử, không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng. Nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa gạt nam nhân, chính mình phải thật cẩn thận. Ở một bên, ám u trầm giọng nói, thiếu chủ, nàng có thể đang trì hoãn thời gian, chúng ta phải rút lui. Diệp Quang lại là lắc đầu, không còn kịp rồi. Ám u sửng sốt. Ở nơi xa, nữ tử thần linh mỉm cười, không thể không nói, lần này thật sự có rất nhiều sự tình ngoài ý muốn, sự tình ngoài ý muốn thứ nhất chính là ngươi, thật không ngờ được ngươi lại là con trai của nhân gian kiếm chủ, thực sự quá khiến cho người ta ngoài ý muốn. Mà sự tình ngoài ý muốn thứ hai, chính là quan huyền vũ trụ này lại còn có nhiều cường giả đỉnh cấp chúng ta cũng đều không hiểu rõ như vậy. Nói xong, nàng khẽ cười, sau đó nói, bất kể như thế nào, vẫn là đến giết ngươi, tránh cho ngươi về sau trưởng thành, dù sao, ngươi bây giờ, dễ giết hơn một chút. Diệp Quang nhìn thoáng qua Lý Bán Tri bên cạnh, Lý Bán Tri lộ ra thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Lý Bán Tri, trong lòng Diệp Quang lập tức thở dài một hơi. Tri Di lộ ra thần sắc bình tĩnh, vậy liền mang ý nghĩa, khẳng định còn có đại lão trong bóng tối. Diệp Quang cũng không cúng cuồng nữa, lập tức nhìn về phía nữ tử thần linh kia, bình tĩnh nói, ngươi cho đến bây giờ cũng đều chưa có động thủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn đang chờ, chờ một vị thần đế. Đúng không? Nữ tử thần linh trừng mắt nhìn, ngươi đang đoán sao? Diệp Quang gật đầu. Nữ tử thần linh giơ ngón tay cái lên, ngươi thật sự biết đoán. Sắc mặt của Diệp Quang trầm xuống, nói trong lòng, Tháp gia, ngươi hẳn là có thể chống lại một vị thần đế, đúng không? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, không thể, ngươi phải hiểu được, ta chính là một cái tháp. Diệp Quang đột nhiên nói, tiền bối trong tòa tháp đâu? Tháp nhỏ vừa muốn nói chuyện nhưng rất nhanh, nó ngừng lại, tên khốn kiếp này lại đang gài bẫy nó. Thanh âm thần bí cười nói, tên tiểu tử này chí ít có 800 cái tâm nhãn. Tháp nhỏ cười nói, quá nhiều đại lão xuất hiện, tiểu vương bác đảng này hiện tại bắt đầu có chút hoảng rồi. Thanh âm thần bí nói, bình thường mà thôi, hắn đã từng nhìn thấy loại tràn diện như vậy bao giờ chưa? Nói thực ra, hắn hiện tại có thể trấn định như thế, không hoảng loạn, ta đã rất bất ngờ. Tháp nhỏ nói khẽ, xác thực ở nơi xa nữ tử thần linh kia đột nhiên nói ngươi có muốn tới tâm sự hay không diệp quang nhìn về phía nữ tử thần linh nữ tử thần linh cười nói ta dùng chân thần phát thệ tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ đối với ngươi diệp quang bình tĩnh nói chúng ta bây giờ không thể trò chuyện sao nữ tử thần linh cười rộ lên ngươi cái tên này thật đúng là rất cẩn thận nói xong nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả cầm đao bên cạnh du lão giết hắn xuất toàn lực đừng có lưu thủ chút nào lão giả cầm đao lại là lắc đầu nữ tử thần linh cao mày nói phía bọn hắn có người du lão nhìn thoáng qua nữ tử thần linh có người hay không ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao nữ tử thần linh nhìn thoáng qua nơi nào đó cười nói mấy vị cường giả đỉnh cấp ở hư chân thế giới kia đều đã bị chúng ta ngăn chặn bọn hắn thế mà còn có nhiều cường giả như vậy vì sao trong trận chiến năm đó những người này không hề đi ra tham chiến du lão yên lặng nữ tử thần linh suy nghĩ một chút sau đó nói nếu ngươi đã không có niềm tin tuyệt đối vậy liền đợi thêm một lát nói xong nàng nhìn về phía diệp quang ta không tin phía sau hắn có nhiều người như vậy ở nơi xa diệp quang nhìn về phía võ lão bên cạnh võ lão ngươi còn có ác chủ bài gì không võ lão trầm giọng nói có con mắt của diệp quang lập tức bừng sáng võ lão lại nói tại trụ giới ta không mang tới vẻ mặt của diệp quang lập tức liền đen lại ngươi không mang theo ác chủ bài trên người ngươi đây là ra trận quên cầm vũ khí võ lão cười khổ không phải không mang đến mà là không có cách nào mang đến hơn nữa con ác chủ bài kia chỉ có ngài mới có thể sử dụng diệp quang nhíu mày chỉ có ta mới có thể sử dụng võ lão gật đầu năm đó các chủ chế tạo một số quan huyền thần tướng mà bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của các chủ nói xong lão dừng một chút lại nói túi tiền của các chủ ở trong tay ngài sao diệp quan hơi nghi hoặc một chút túi tiền gì võ lão sửng sốt không có ở trong tay ngài diệp quan gật đầu không có võ lão nhíu mày không nên chứ các chủ đã từng nói để lại nó cho ngài diệp quan hỏi trong lòng tháp gia có túi tiền không tháp nhỏ nói có Diệp Quang ngay cả người, sau đó nói: Ngươi vì sao không đưa cho ta? Tháp nhỏ nói: Ngươi cũng không có yêu cầu. Sắc mặt của Diệp Quang lập tức tối sầm lại. Tháp gia, ngươi trước kia có từng bị cha ta và ông nội ta đánh hay không? Tháp nhỏ. Đúng lúc này, bên trong đường hầm thời không sau lưng nữ tử thần linh nơi xa kia, một cổ khí tức cường đại cuốn tới. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên áo trắng chậm rãi đi ra. Thần đế lại có một vị thần đế tới nữ tử thần linh nhìn về phía diệp quang nghiêm túc nói du lão giết hắn trực tiếp phóng đại chiêu cho hắn chết một cách tàn nhẫn nhất nghe nữ tử thần linh nói vẻ mặt của diệp quang lập tức trầm xuống mẹ nó ngươi đúng là một nữ tử tồi tệ nghe nữ tử thần linh nói vị du lão kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước trực tiếp chém ra một đao suy một đao này ra tinh hà trực tiếp tịch diệt. Diệp Quang vội vàng nhìn về phía Lý Bán Tri, Lý Bán Tri trừng mắt nhìn, ngươi nhìn ta làm gì? Ta là Quang Văn, không biết đánh nhau. Diệp Quang Không có đại lão Diệp Quang đầu ông ông, không có đại lão, ngươi lại trấn định như vậy. Mà ở trong nháy mắt lão giả kia xuất đao, vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân cũng thay đổi. Thần đế Đây căn bản không phải là có nhiều người liền có thể đối kháng, có thể nói, ở trước mặt loại cường giả này, nhân số lại đông hơn cũng đều không có ý nghĩa. Một đao này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Ở bên cạnh Diệp quan cách đó không xa, Trần Quang tử hiếp hai mắt lại, trong lòng bàn tay của y đột nhiên xuất hiện một khối kiếm lệnh. Đối mặt với loại cường giả này, tất cả mọi người giữa sân không thể nào là đối thủ. Chỉ có thể gọi tổ. Mà đúng lúc này, trước mặt Diệp Quang, thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một vị nữ tử mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra, nữ tử khuôn mặt thanh lãnh, buộc tóc đuôi ngựa, hết sức lãnh khốc. Ở trong tay trái nữ tử, cầm một thanh trường thương. Nữ tử áo bào trắng không nói nhảm câu nào, trực tiếp đâm ra một thương. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo đao khí kia vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát, còn có một vùng ngân hà kia. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía nữ tử áo bào trắng, đều là vô cùng chấn động, còn có lạ lẫm diệp quang cũng cảm thấy lạ lẫm hắn chưa từng gặp nữ tử trước mặt thế là hắn liền vội hỏi trong lòng tháp gia ngươi biết không tháp nhỏ nói nhận biết diệp quang lắc đầu cười một tiếng không thể không nói tháp gia thật là mãnh liệt có cảm giác như nó không có ai không quen biết hẳn là từ rất sớm liền đã bắt đầu làm việc nhìn thấy nữ tử áo bào trắng lý bán tri ở một bên lập tức thở dài một hơi rốt cuộc đã đến Nữ tử trước mắt này chính là An Nam Tỉnh. Võ thần đời đầu. Đối với An Nam Tỉnh, Lý Bán Tri cũng xa lạ, bởi vì nàng cùng với đối phương không phải người cùng một thời đại. Vị trước mắt này, thế nhưng là võ thần ở thời đại Thanh Sam kiếm chủ. Tuyệt thế vô song chân chính. Mà An Nam Tỉnh không phải là nàng gọi tới, mà là U Minh điện gọi tới, vào lúc nhìn thấy chân thế giới chơi ác như vậy, U Minh điện cũng quả quyết bắt đầu gọi người nhìn thấy An Nam tỉnh, du lão ở nơi xa kia lập tức nhíu lông mày lại, trong mắt, nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Nữ tử thần linh ở bên cạnh du lão liếc mắt đánh giá An Nam tỉnh, cười nói, ngươi có thể đánh thắng được hai vị thần đế sao? An Nam tỉnh nhìn chầm chầm nữ tử thần linh, mặt không biểu tình, ngươi có thể kêu thêm 10 cái. Kêu thêm 10 cái. Nghe An Nam tỉnh nói, cả đám giữa sân đều là sửng sốt. Trâu như vậy ngươi muốn đánh mười vị thần đế. Nữ tử thần linh cười khẽ, thật cuồng. Du lão, quân lão, đánh chết nàng. Thanh âm rơi xuống, hai vị thần đế đột nhiên xông ra ngoài. An Nam tỉnh lộ ra ánh mắt băng lãnh, đột nhiên cầm thương đâm về phía trước một cái. Oanh! Trong nháy mắt, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hai vị thần đế kia trực tiếp lùi lại gần 10 vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hóa đá. Đây là thần đế. Không phải là hàng giả đó chứ? Diệp Quang nhìn một màn trước mắt này, cũng là triệt để ngây dại. Vào giờ khắc này, cảm giác của hắn chính là mình con mẹ nó quá yếu. Cái gì gọi là cường giả? Đây mới là cường giả. Loại chỉ có thể bổ một ngọn núi như mình, căn bản không được tính là cường giả, ở trước mặt loại người này, đơn giản chỉ là sâu kiến. Bổ Thiên. Cách cục nhỏ mục tiêu phải lớn hơn một chút. Bổ vũ trụ đi. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, chính là hưng phấn. Vô địch. Ở phía quan huyền vũ trụ chính mình lại còn có cường giả khủng bố như thế. Mà ở nơi xa, trên mặt nữ tử thần linh kia cũng không còn nụ cười, nàng nhìn chầm chầm an nam tỉnh, sau khi yên lặng một lát, nói, lợi hại. An nam tỉnh nhìn về phía nữ tử thần linh, gọi mười vị thần đế đến, không nói đùa. Mọi người, Nữ tử thần linh cười nói, gọi liền gọi. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay nàng, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời, trong chớp mắt, vệt ánh vàng kia trực tiếp tiến vào sâu trong vũ trụ, mà sau một khắc, ở bên trong vệt ánh vàng kia đột nhiên truyền đến từng tiếng ngâm sướng cổ lão. Diệp Quang nhìn thoáng qua những chữ vật trên tay phải nữ tử thần linh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, thương lượng một sự tình diệp quang có chút hiếu kỳ sự tình gì tháp nhỏ trầm giọng nói đợi chút nữa vào lúc ngươi nói chuyện với vị tiền bối cầm thương kia không nên nói lung tung biết chưa nó là thật sự bị ám ảnh tên khốn kiếp này nếu như nói lung tung ở trước mặt an nam tỉnh nó thế nhưng sẽ mất đi tháp mệnh nhị nha đại ma vương hỗn thế kia ở trước mặt an nam tỉnh cũng đều phải khiêm tốn diệp quang trừng mắt nhìn tháp gia ta làm sao lại nói lung tung tháp nhỏ nói có chỗ tốt diệp quang vội vàng nghiêm mặt nói tháp gia yên tâm ta nhất định không nói lung tung nói xong hắn nhìn về phía an nam tỉnh cách đó không xa tháp gia hình như rất sợ vị tiền bối này đúng lúc này bên trong vệt ánh vàng kia vô số phù văn thần bí màu vàng trải ra ở bên trong những phù văn thần bí màu vàng này tản ra từng thanh âm cổ lão mà lại thần bí mà ở trong nháy mắt những âm thanh này xuất hiện vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của chính mình vậy mà đang tan biến từng chút một. Ở một bên, vẻ mặt của ám u kịch biến trong nháy mắt, không tốt, đây là một trong thập đại chân thuật chân thế giới, bỉ ngạn siêu độ. Chân thuật Mọi người mặt mũi tràn đầy phát mộng, chưa từng nghe qua. Ám u giật mình tiếng nói, nghe đồn, thuật này một khi thi triển, có thể siêu độ nguyên một cái vũ trụ. Năm đó chân thế giới liền từng dùng thuật này siêu độ một vùng vũ trụ, ba ngàn vạn năm trước, bọn hắn liền từng thi triển, lúc ấy là nhân gian kiếm chủ dùng nhân gian kiếm ý mới phá được thuật này. Nói xong, lão nhìn về phía nữ tử thần linh kia, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nữ tử này lại có thể thi triển chân thuật, lai lịch của nàng nhất định cực kỳ không đơn giản. Mà đúng lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà đi suy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh trường thương này trực tiếp xé rách tinh hà, mà cùng nhau bị xé rách, còn có vô số tiếng ngâm sướng thần bí trong tinh hà. Qua trong giây lát, An Nam tỉnh đã cầm thương giết tới trước vệt ánh vàng kia, nhưng vào lúc này, một gương mặt hư ảo khổng lồ đột nhiên nổi lên từ vệt ánh vàng này, tiếp theo, một ngón tay to lớn vạn trượng màu vàng nhấn về phía An Nam tỉnh. An Nam tỉnh ở trước ngón tay to lớn vạn trượng này, nhỏ bé tựa như sâu kiến, nhưng sau một khắc oanh ngón tay to lớn vạn trượng kia vỡ nát ầm ầm một thanh trường thương đâm vào vệt ánh vàng kia ầm ầm ánh vàng rung lên kịch liệt sau đó hóa thành mảnh vỡ tản mát đầy trời an nam tỉnh sau khi dùng một thương phá vệt ánh vàng kia nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử thần linh kia nhìn thấy an nam tỉnh nhìn mình nữ tử thần linh yên lặng trong lòng chấn kinh nữ nhân này thật lợi hại quan huyền vũ trụ này từ khi nào xuất hiện nhiều cường giả bí ẩn như vậy nữ tử thần linh đột nhiên nhìn về phía diệp quan xa xa bọn hắn đều là người gì của ngươi diệp quan suy nghĩ một chút sau đó nói người nhà nữ tử thần linh lập tức nhíu lông mày lại người nhà của ngươi không phải nhóm cường giả nhân gian kiếm chủ ở trong trận đại chiến năm đó sao hiện tại nhóm người đó cũng chưa từng xuất hiện diệp quan nói bọn họ là người của ông nội ta ông nội biểu lộ của mọi người cứng đờ nữ tử thần linh nhìn chằm chằm diệp quang lợi hại diệp quang đi đến bên cạnh an nam tỉnh sau đó nói tiền bối có thể giết nữ nhân này không trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này không phải một người đơn giản nếu như có thể lưu nàng lại nơi này vậy dĩ nhiên là cực tốt hơn nữa trong những trữ vật của nữ nhân này khẳng định có rất nhiều bảo vật an nam tỉnh nhìn về phía diệp quang nàng liếc mắt đánh giá diệp quang vẻ mặt dần dần trở nên nhu hòa ngươi rất không tệ diệp quang do dự một chút sau đó hỏi tiền bối nhận biết tháp gia không tháp nhỏ an nam tỉnh nhìn diệp quang nhận biết diệp quang đang muốn nói chuyện tháp nhỏ vội vàng nói đồ tốt có đồ tốt diệp quang mỉm cười tháp gia nói ông nội của ta rất tốt là thật sao nghe vậy tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi an nam tỉnh khẽ gật đầu Diệp Quang cười cười, sau đó nhìn về phía nữ tử thần linh nơi xa kia, hắn cau chân mày lại, nữ tử thần linh này vẫn là không có đi. Hết sức rõ ràng, đối phương cho dù sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của vị An Nam Tỉnh Tiền Bối này, vẫn không có dự định từ bỏ muốn giết hắn. An Nam Tỉnh cũng quay đầu nhìn về phía nữ tử thần linh kia, không nói nhảm câu nào, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Ở nơi xa, vẻ mặt của hai vị thần đế kia kịch biến trong nháy mắt hai người xông thẳng về phía trước ầm ầm hai của lực lượng kinh cũng lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân trong nháy mắt toàn bộ tinh hà cũng đều sôi trào thực lực của hai vị thần đế không phải khủng bố bình thường đúng lúc này an nam tỉnh đột nhiên đâm ra một thương oanh trong mắt của mọi người hai vị thần đế kia trực tiếp bị một thương này đánh lui đến mấy vạn trượng bên ngoài an nam tỉnh cũng không có thừa thắng xông lên mà là quay người vọt về phía nữ tử thần linh kia. Rõ ràng, nàng cũng nghĩ giống như Diệp Quang, muốn giết nữ tử thần linh này trước. Nhưng vào lúc này, thân thể của nữ tử thần linh kia đột nhiên trở nên mờ đi. suy Một thương này giết tới, nữ tử thần linh vốn là đã hư ảo vỡ nát ầm ầm, nhưng An Nam tỉnh lại là nhíu lông mày lại, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, nữ tử thần linh kia đã xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng nữ tử thần linh nhìn chằm chằm an nam tỉnh nàng mở lòng bàn tay ra một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng quanh ánh vàng xông lên trên ngàn trượng sau đó biến ảo thành một mặt cự kính vạn trượng mà ở trong cự kính lại là an nam tỉnh chẳng qua an nam tỉnh trong gương lại không phải mặc áo bào trắng mà là mặc áo bào đen sau một khắc an nam tỉnh trong gương chậm rãi đi ra quanh và một khắc An Nam tỉnh áo bào đen đi ra, một cổ khí tức cường đại lập tức dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng, trong chớp mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quang lập tức nhíu lông mày lại. Đây là kỹ thuật gì? Diệp Quang nhìn về phía Ám U ở một bên, Ám U cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hết sức rõ ràng, lão cũng chưa từng gặp qua cái gương trong tay nữ tử thần linh kia an nam tỉnh nhìn thoáng qua cái gương trên đỉnh đầu nữ tử thần linh kia sau đó ánh mắt dời xuống nhìn an nam tỉnh áo bào đen đối diện mình kia lúc này an nam tỉnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ mà cơ hồ là đồng thời an nam tỉnh áo bào đen kia cũng biến mất ở tại chỗ oanh đột nhiên thời không nơi xa trực tiếp bộc phát ra hai mũi thương kinh khủng nhưng vào lúc này hai vị thần đế ở bên cạnh nữ tử thần linh kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ mà mục tiêu của bọn hắn, vậy mà không phải An Nam tỉnh, mà là Diệp Quang ở một bên. Rõ ràng, An Nam tỉnh áo bào đen kia là vì ngăn chặn An Nam tỉnh, mục tiêu chân chính của nữ tử thần linh, vẫn là Diệp Quang. Nhìn thấy hai vị thần đế đánh về phía chính mình, Diệp Quang lập tức hiếp hai mắt lại. Nữ tử thần linh vẫn là một lòng muốn giết mình. Mà ở nơi xa, An Nam tỉnh rõ ràng cũng ý thức được ý đồ của nữ tử thần linh, vào lúc dùng một thương đánh lui An Nam Tỉnh áo bào đen, nàng không có đi cứu Diệp Quang, mà là vọt thẳng đến nữ tử thần linh kia, bởi vì vào giờ khắc này, nàng quay người trở lại cứu đã là không kịp. Nếu đã không trở lại cứu kịp, vậy liền một đổi một. Nữ tử thần linh nhìn An Nam Tỉnh đánh tới, chân mày cau lại. Rõ ràng, An Nam Tỉnh không đi cứu Diệp Quang tới giết nàng, là nàng không có nghĩ tới. Diệp Quang cũng không nghĩ tới Hai vị thần đế kia cũng không nghĩ tới. Thật sự muốn một đổi một. Giữa sân, bốn phương đều có chút hoảng. Diệp quan gắt cao nhìn chầm chầm hai vị thần đế vọt tới kia, tay phải nắm thật chặt hành đạo kiếm, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù đánh không lại, lão tử cũng muốn liều một phen. Mà đám người ám u cùng với Trần Quang Tử thì gắt cao cản ở trước mặt hắn, bọn hắn tự nhiên không thể để cho hai vị thần đế này tới gần Diệp Quang. Diệp Quang mặc dù hết sức yêu nghiệt, nhưng phải biết, đây chính là thần đế, cho dù ở mấy chục triệu năm trước, đó cũng là cường giả đỉnh cấp. Diệp Quang hiện tại, căn bản là không có cách chống lại. Chẳng qua vào thời khắc này Diệp Quang lại không có nửa điểm e ngại. Không có sợ hãi. Không. Ở trước mặt hai vị thần đế này, hắn xác thực không hề có lực hoàng thủ, nhưng hắn cũng không sợ, cùng lắm là chết một lần mà thôi. Lúc này, Diệp Quang đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan dết ra ngoài nhìn thấy một màn này sắc mặt của đám người ám u bên cạnh hắn kịch biến trong nháy mắt bọn hắn không nghĩ tới diệp quan đối mặt với hai vị thần đế ra tay lại còn muốn chủ động xuất kích tốc độ của diệp quan quá nhanh vào lúc đám người ám u kịp phản ứng người hắn liền đã xông ra ngoài căn bản không ngăn được diệp quan cầm hành đạo kiếm trong tay lao thẳng về phía hai vị thần đế kia vào giờ khắc này hắn đã quên đi sinh tử từ lúc đánh một trận với lục thiên hắn liền kìm nén một hơi đại lão một người tiếp một người tới khi dễ ma mới như hắn thực sự quá mức đương nhiên nếu như giữa sân có người có thể đối kháng với hai vị thần đế này hắn đương nhiên sẽ không ra tay nhưng vấn đề là an nam tỉnh bị giữ chân giữa sân đã không có người có thể đối kháng với hai vị thần đế này hắn nếu như không đứng ra chết liền chính là người khác hắn không hy vọng nhìn người khác chết vì hắn loại cảm giác này thật sự rất khó chịu sự tình của chính mình chính mình gánh vác các ngươi nếu đã tới giết diệp quan ta như vậy diệp quan ta tự mình gánh vác vào giờ khắc này kiếm thế của diệp quan đạt đến một cái đỉnh phong đây là một kiếm quên đi sinh tử của hắn ngay cả chết cũng đều đã không sợ thần đế lại đáng là gì nếu như không thể sống vậy liền cầu được chết diệp quan đột nhiên gầm thét, dưới chân một đạo sấm sét đột nhiên xuất hiện hành đạo kiếm xé rách thời không, trực tiếp chém về phía cái hai vị thần đế kia. Vào giờ khắc này, một bộ lân giáp ánh vàng đột nhiên bao phủ Diệp Quang. Thiên Long thần thủ hộ Tại thời khắc mấu chốt này, Ngao Thiên Thiên trực tiếp thi triển Thiên Long thần thủ hộ. Vào giờ khắc này, Ngao Thiên Thiên cũng là thấy chết không sờn. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, đừng nói là nàng, coi như là lão tổ Thiên Long tộc ở nơi này, cũng đánh không lại hai vị thần đế này nhưng thì tính sao? Cứ chiến đấu. Cùng nhau đi đến hoàn tuyền với thiếu niên này, giống như cũng không phải là không thể được. Một người một rồng, vào giờ phút này đều đã ôm lòng quyết muốn chết. Ở nơi xa, vị du đế cầm trường đao trong tay kia giết tới trước tiên, sát ý dân trào trong mắt của lão, đột nhiên rút đao một trảm, trực tiếp chém về phía hành đạo kiếm của Diệp Quang. Một đao này, lão không có nương tay, vận hết toàn lực. Kẻ này không thể giữ lại hôm nay không giết, ngày sau sẽ rất khó giết. Oanh! Ở trong nháy mắt đau rơi. ầm Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh đao kia của du đế vỡ nát ầm ầm, trực tiếp hóa thành một miệng, nhưng cơ hồ trong cùng một lúc, cả người Diệp Quang trực tiếp bay ngược ra ngoài, lần bay này, trong nháy mắt bay ra mấy vạn trượng bên ngoài, mà ở trong nháy mắt bay đi, đắp vẫy màu vàng ống trên người hắn kia vỡ nát từng khúc. Cùng nhau vỡ nát, còn có thân thể Diệp Quang. Mà lúc này, một vị thần đế khác lao đến, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho thời không bốn phía nổ tung từng khúc, cực kỳ dọa người. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên chủ động tách ra cùng với Diệp Quang. Ngao Thiên Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, khôi phục bản thể, hóa thành một đầu cự long vạn trường, sau đó nàng trực tiếp dùng bản thể của chính mình bao vây lại tầng tầng linh hồn của Diệp Quang. Quanh. Lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên đánh vào trên người ngao thiên thiên ầm ầm lực lượng thần đế mạnh mẽ đánh ở trên người ngao thiên thiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng lúc đó thân thể nàng trực tiếp bắt đầu vỡ nát tầng tầng chớ nói nàng coi như là tiên tổ thiên long nhất tộc của nàng ở nơi này cũng đều không chịu nổi một kích toàn lực của vị thần đế này ngao thiên thiên nhìn diệp quan bị nàng bao bọc trong ngực thê thảm cười một tiếng về sau ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta không diệp quang đã là linh hồn thể như gặp phải ngủ lôi oanh đỉnh mà trước mặt hắn ngao thiên thiên đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến ngao thiên thiên vào giờ khắc này liền giống như một trang giấy bùng cháy đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến diệp quang nhìn ngao thiên thiên đã sắp hoàn toàn biến mất trước mắt vào giờ khắc này hắn triệt để tuyệt vọng nạp lan già tịch huyền bây giờ lại là ngao thiên thiên Diệp Quang đột nhiên khẽ nở nụ cười, mái tóc đen vào thời khắc này vậy mà bắt đầu hóa thành màu đỏ, cùng lúc đó, huyết mạch yên lặng 18 năm trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào. Quanh Quanh người Diệp Quang, một cổ ánh đỏ nhàn nhạt xuất hiện, bốn phía thời không tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng run rẩy. Mà lúc này, ở nơi xa đột nhiên vang lên tiếng gầm thét của An Nam tỉnh, tháp nhỏ, ngươi vì sao không ra tay. Nghe vậy, trong cơ thể Diệp Quang, tháp nhỏ lập tức sửng sốt. Ra tay. Thanh âm thần bí đột nhiên cả giận nói, còn không mau bảo vệ tiểu nha đầu này. Ngươi là muốn chết phải không? Lúc này, tháp nhỏ lấy lại tinh thần. Mà tháp nhỏ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hoảng rồi. Mẹ nó. Quên ra tay rồi. Oanh. Một vệt ánh vàng dân trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quang. Trong nháy mắt, vệt ánh vàng này tiến hành bảo vệ ngao thiên thiên đã gần như triệt để tiêu tán. Nhưng mà ngay cả như vậy. Ngao thiên thiên vẫn gian tiêu tán, chẳng qua là tiêu tán chậm một chút. Nhìn thấy một màn này, tháp nhỏ mặt mũi tràn đầy phát mộng, xảy ra chuyện gì? Thanh âm thần bí trầm giọng nói, đây là đại đạo pháp tắc của chân thế giới, không thuộc sự quản lý của phiến thiên địa này. Tháp nhỏ vội vàng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh âm thần bí nói, tiểu nha đầu này vừa chết, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ hận, hận ngươi, hận cha mẹ của hắn, các ngươi hãy đợi chết đi. Mẹ nó. Tháp nhỏ vào giờ khắc này lập tức hoảng rồi. Mà đúng lúc này, Diệp Quang ở một bên đột nhiên gầm thét, luân hồi chi chủ ở đâu? Mau ra đây. Ra đây. Oanh. Trên đỉnh đầu Diệp Quang, thời không đột nhiên nứt ra, một nam tử trung niên vội vàng đi ra. Diệp Quang cả giận nói, cứu nàng, nhanh. Luân hồi chi chủ lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi, thiếu chủ, nàng bị pháp tắc chân thế giới gây thương tích, không thuộc về quản lý của vùng vũ trụ chúng ta. Nghe vậy, diện mạo của Diệp Quang trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn ra, chỉ một thoáng, một cổ sát ý ngút trời lan tràn ra từ giữa sân. Mà vào giờ khắc này, mái tóc đen của Diệp Quang đã chuyển sang đỏ như máu, không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng đang đỏ lên từng chút một. Mẹ nó! tháp nhỏ vội vàng hóa thành một vệt ánh vàng bao phủ diệp quang mong muốn trấn áp lực lượng huyết mạch của diệp quang nhưng mà nó vừa bổ nhào qua chính là trực tiếp bị cổ lực lượng huyết mạch kinh khủng kia đánh bay tháp nhỏ bối rối đúng lúc này an nam tỉnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt diệp quang tay phải của nàng đột nhiên đặt ở trên bờ vai diệp quang diệp quang đột nhiên mở hai mắt ra chém xuống một kiếm hành đạo kiếm mặc dù chỉ có linh hồn Thế nhưng vào giờ khắc này, uy lực một kiếm này của hắn vậy mà còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần so với lúc dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên. Phong ma huyết mạch. Đệ nhất huyết mạch chư thiên vạn giới. Sau khi có cổ lực lượng huyết mạch này gia trì, lực lượng của hắn đã đi đến một trình độ vô cùng khủng bố. An Nam tỉnh cao mày, thân hình của nàng rung lên, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Diệp Quang, một kiếm của Diệp Quang chém vào không trung, tinh hà trực tiếp nổ tung ra tại thời khắc này tất cả mọi người run sợ hai vị thần đế ở nơi xa kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lực lượng của một kiếm này đã biến thái có chút không bình thường lúc này tay phải của an nam tỉnh đột nhiên đè ép một lần nữa oanh lực lượng huyết mạch của diệp quang trực tiếp bị trấn áp nhưng sau một khắc ầm ầm trong cơ thể diệp quang một luồng ánh đỏ đột nhiên bột phát ra của lực lượng huyết mạch mạnh mẽ kia vậy mà chấn cho an nam tỉnh lùi mấy bước Nhìn thấy một màn này, trong mắt An Nam tỉnh lóe lên một vệt khó có thể tin. Mà tháp nhỏ ở một bên cũng bối rối. Cái quỷ gì vậy? An võ thần cũng đều không trấn áp được. Trò đồ vũ trụ gì đây? Đúng lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên tiến lên một lần nữa, nàng đặt một tay ở trên bờ vai Diệp Quang, một cổ võ ý cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Quang. Cưỡng ép trấn áp. Hiện tại Diệp Quang căn bản không chịu nổi lực lượng phong ma huyết mạch, nếu như phong ma huyết mạch thức tỉnh hắn nhất định sẽ bị ăn mòn linh trí nhưng vào giờ phút này cho dù là an võ thần vậy mà cũng có chút khó mà trấn áp phong ma huyết mạch này phong ma huyết mạch mạnh mẽ kia đã yên lặng quá lâu vào giờ phút này thật vất vả mới có cơ hội triệt để thức tỉnh sao lại cam tâm tình nguyện bị trấn áp nhìn thấy một màn này vẻ mặt của an nam tỉnh cũng trở nên ngưng trọng nàng cũng không nghĩ tới phong ma huyết mạch của thế hệ diệp quang vậy mà nghịch thiên như thế mà như lại cưỡng ép trấn áp chắc chắn sẽ làm bị thương diệp quang phải do diệp quang tự mình trấn áp mới được nghĩ đến chỗ này an nam tỉnh vội vàng nhìn về phía ngao thiên thiên được tháp nhỏ bảo vệ cách đó không xa vào thời khắc này ngao thiên thiên ở dưới sự bảo vệ của tháp nhỏ còn chưa triệt để tiêu tán nhưng tình huống không quá lạc quan vẻ mặt của an nam tỉnh vô cùng âm trầm nàng là thật sự không nghĩ tới tháp nhỏ vào thời khắc mấu chốt thế mà không có ra tay đúng lúc này Phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quang giống như thủy triều không ngừng khuếch tán ra từ giữa sân, bốn phía thời không càng là bị nhuộm thành màu đỏ như máu tại thời khắc này. Mà hai mắt hắn đã dần dần biến thành một cái biển máu. Tất cả mọi người hoảng hốt. Ở nơi xa, nữ tử thần linh kia nhìn chằm chằm Diệp Quang, chân mày cau lại, phong ma huyết mạch. Vừa rồi An Nam Tỉnh lao về phía nàng, nàng cũng dùng bí pháp tránh thoát một kích trí mạng của An Nam Tỉnh. Chỉ cần nàng không ham chiến, cho dù là An Nam tỉnh cũng không có cách nào tùy tiện giết nàng. Vào giờ khắc này, nàng nhìn Diệp Quang, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia hiếu kỳ. Nàng đã từng nghe nói về phong ma huyết mạch. Trong trận chiến năm đó, vào lúc nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới, liền đã từng tiến vào trạng thái phong ma. Sau này nghe nói, ngày đó, chân thế giới tựa như một cái biển máu. Từ trước tới nay, đó là lần thứ nhất chân thế giới bị người xâm lấn cũng chính bởi vì vậy, chân thế giới coi trận chiến kia là sỉ nhục. Mà bây giờ, nàng lại thấy được phong ma huyết mạch. Ở bên cạnh nữ tử thần linh, vẻ mặt của hai vị thần đế cũng là vô cùng ngưng trọng, vị du lão kia trầm giọng nói, ra tay. Nữ tử thần linh lắc đầu, nàng nhìn chầm chầm diệp quan, thực lực của hắn bây giờ rất yếu, hơn nữa lại là trạng thái linh hồn, không chịu nổi phong ma huyết mạch này, khiến cho hắn thức tỉnh phong ma huyết mạch, hắn sẽ tự mình giết chết chính mình nghe vậy hai vị thần đế khẽ gật đầu mà ở nơi xa vẻ mặt của an nam tỉnh càng ngày càng ngưng trọng nàng cũng rõ ràng hiện tại diệp quang là tuyệt đối không thể thức tỉnh phong ma huyết mạch hiện tại diệp quang không chỉ không có thân thể cảnh giới tự thân còn rất thấp tuyệt đối không chịu nổi lực lượng phong ma của phong ma huyết mạch nếu triệt để thức tỉnh linh trí của diệp quang vô cùng có khả năng bị ăn mòn đi sau đó chủ thứ chuyển đổi phong ma huyết mạch làm chủ hơn nữa ở trong tình huống hiện tại, Diệp Quang cũng không có cách nào trưởng khống phong ma huyết mạch này. Nghĩ đến đây, trong mắt An Nam tỉnh lóe lên một vệt quyết tuyệt, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải một lần nữa đặt ở trên người Diệp Quang, ngay vào lúc nàng muốn mạnh mẽ trấn áp một lần nữa, nhưng vào đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. ầm ầm. Ở trong cơ thể Diệp Quang, một luồng sáng tím sậm đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, luồng sáng tím sậm vậy mà chấn cho huyết mạch kia liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Đây là thứ đồ chơi gì? An Nam tỉnh cũng là sửng sờ ở tại chỗ. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quang đột nhiên một lần nữa bộc phát ra một cổ lực lượng thần bí kinh khủng. Tháp nhỏ đột nhiên kinh hãi nói, không tốt, một loại huyết mạch khác của hắn cũng muốn thức tỉnh. Mẹ nó, mẹ nó, mau mời thiên mệnh tỷ tỷ một loại huyết mạch khác. vào giờ khắc này tất cả mọi người bối rối. diệp quang còn có một loại huyết mạch khác mà khiến cho mọi người càng phát mộng chính là một loại huyết mạch khác này lại có thể đẩy lui phong ma huyết mạch. phong ma huyết mạch không phải được tôn xưng là đệ nhất huyết mạch chưa thiên vạn giới sao? còn có huyết mạch có thể chống lại nó. mọi người đã là hoàn toàn bối rối. vào giờ khắc này tháp nhỏ cũng triệt để hoãn rồi. mẹ nó điên rồi. Đều điên rồi. Nếu không thức tỉnh liền đều không thức tỉnh, một khi thức tỉnh liền đều thức tỉnh. Mà An Nam tỉnh thì nhíu lại lông mày thật sâu, còn có một loại huyết mạch. Hơn nữa, huyết mạch này vậy mà không kém phong ma huyết mạch. Rõ ràng, đây là huyết mạch của mẫu thân Diệp Quang. Tần Quang. Nữ nhân đến từ hệ Ngân Hà kia. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quang lại bộc phát ra một cổ lực lượng phong ma huyết mạch cường đại. Tiếp theo, ở trong mắt của mọi người, hai loại huyết mạch kia vậy mà đánh nhau. Mọi người. Mà vào giờ khắc này, linh hồn của Diệp Quang trực tiếp trở nên mờ đi. Mẹ nó. Hai loại huyết mạch này là muốn thí chủ sao? Ở một bên khác, nữ tử thần linh kia nhìn chầm chầm Diệp Quang, sát ý trong mắt càng ngày càng đậm. Trực giác nói cho nàng, hôm nay nếu như không diệt trừ thiếu niên này, ngày sau kẻ này tất sẽ thành đại họa của chân thế giới. Nghĩ đến đây, nữ tử thần linh mở lòng bàn tay ra, một tấm phù lục màu vàng kim đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng, phàm là ở bên trong An Vương giới, thần đế, thần hoàng, thần quân, phàm là biết đánh nhau, đều lập tức chạy đến cho bổn vương, dùng tốc độ nhanh nhất của các ngươi, kẻ nào dám chậm trễ. Ta nhất định sẽ đào 18 đời mộ phần tổ tông hắn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, điều thân vệ quân của bổn vương đến, ngay lập tức ở một bên sắc mặt của du lão đại biến an vương thân vệ quân của ngươi đang trấn thủ di giới nếu như an vương phẫn nộ chỉ diệp quan mối uy hiếp này mới là lớn nhất không thể cho hắn bất luận cơ hội phát dục nào hiểu không du lão không có dám nói thêm gì nữa không thể không nói vị diệp quan này xác thực yêu nghiệt vừa rồi lại ngay cả đao của lão cũng đều chém nát nhất định phải diệt trừ an vương vẫn còn có chút lo lắng nàng đi tới đi lui nhìn thoáng qua An Nam tỉnh xa xa, sau đó lại nhìn một chút Diệp Quang, cuối cùng, nàng dừng bước lại, sau đó lại lấy ra một tấm phù lục màu vàng kim, ánh mắt băng lãnh, ta muốn hướng về chân thần điện sinh điều động chư thần hoàng hôn, ta muốn điều một vạn người. Một vạn. Du lão vội vàng nói, An Vương, chư thần hoàng hôn chỉ có tổng cộng một vạn, bọn hắn đang trấn áp bàn vũ giới, nếu như điều tới quan huyền giới, sẽ xảy ra đại sự. An Vương cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sự uy hiếp của diệp Quang sao người này vừa là võ thần vừa là đại kiếm đế trên người có hai loại huyết mạch đặc thù thiên phú yêu nghiệt đến mức đã sắp bắt kịp ta trọng yếu nhất chính là hắn có đầu óc tốt hiện tại diệt trừ hắn mới có thể kịp thời ngăn chặn tổn hại nếu không sau này sẽ khó có thể giết chết hắn vẻ mặt của du lão có chút khó coi trầm giọng nói nhưng chân thần điện sẽ không đáp ứng an vương gắt gao nhìn chằm chằm diệp quan nơi xa thổi phòng. Du lão sửng sốt. An Vương mặt không biểu tình, nói với phía trên, thiên phú của vị Diệp quan này vượt xa nhân gian kiếm chủ, đơn giản chính là siêu cấp thiên tài hàng tỷ năm khó gặp, hắn chẳng qua chỉ mới 18 tuổi, nhưng ta cũng đều đã không phải là đối thủ của hắn, bị hắn nghiền ép. Nghe vậy, trên mặt Du lão tràn đầy kinh ngạc. Chơi như vậy? Ngươi chơi như vậy, phía trên khẳng định sẽ rất nghiêm túc. Du lão lập tức liền chảy mồ hôi lạnh, An Vương này là thật sự có chút xấu xa. An Vương gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Quang nơi xa, giết chết thiên tài, phải càng sớm càng tốt, tuyệt đối không thể cho đối phương thời gian phát dục, nhất định phải giết ngay từ đầu. Ở nơi xa, An Nam tỉnh vào giờ phút này thật sự có chút phát sầu. Bởi vì hai loại huyết mạch trong cơ thể Diệp Quang còn đang điên cuồng đánh nhau, hơn nữa còn là càng ngày càng kịch liệt, cái chủng loại không ai phục ai kia. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quang đã không chịu nổi bọn chúng giày vò, linh hồn càng ngày càng ảm đạm, tiếp tục đánh như vậy, linh hồn của Diệp Quang cũng sẽ bị hủy diệt. Mà An Nam Tỉnh vào giờ phút này sở dĩ phát sầu, là bởi vì nàng không thể xuất thủ, nàng tự nhiên là không sợ hai loại huyết mạch này, nàng sợ chính là làm bị thương Diệp Quang. Tháp nhỏ đột nhiên rung giọng nói, có muốn không, để cho thiên mệnh tỷ tỷ ra tay. An Nam Tỉnh mặt không biểu tình, ngươi là xem thường ông nội hắn sao? Mẹ nó thác nhỏ lập tức không dám nói tiếp nữa an chủ mẫu đấy ngươi chụp cái mũ này thác nhỏ ta làm sao chịu được thấy linh hồn của diệp quang càng ngày càng hư ảo an nam tỉnh cũng không có chần chừ nữa chuẩn bị gọi thanh sam kiếm chủ thanh sam kiếm chủ vừa xuất hiện phong ma huyết mạch này tự nhiên là không dám lỗ mãn dù sao thanh sam kiếm chủ cũng là cội nguồn của phong ma huyết mạch nhưng vào lúc này chuyện bất ngờ xảy ra hai cổ huyết mạch kia đánh lấy đánh để thế mà lan tràn lên bên trên hành đạo kiếm trong tay Diệp Quang, nhìn thấy một màn này, An Nam tỉnh sửng sốt. Lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên kịch liệt trung lên, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể Diệp Quang. Quanh! Trong chớp mắt, hai cổ lực lượng huyết mạch bạo phát ra kia trực tiếp bị xóa đi, cùng lúc đó, phong ma huyết mạch cùng với huyết mạch thần bí trong cơ thể Diệp Quang kia trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh, cũng không dám lại dày vò. Mẹ nó, các ngươi đánh nhau lại dám đánh đến trên người của ta người nào cho các ngươi lá gan hai loại huyết mạch yên tĩnh lại trong nháy mắt không có bất kỳ phản kháng gì nữa chúng nó không sợ an nam tỉnh bởi vì chúng nó biết an nam tỉnh không dám chơi thật cùng với chúng nó thế nhưng hành đạo kiếm khác biệt thanh kiếm này nó dám đến thật thanh kiếm này có chút hổ báo hai loại huyết mạch mặc dù bị trấn áp thế nhưng linh hồn của diệp quang lại trong nháy mắt trở nên mờ đi sắp tan biến hành đạo kiếm nếu lại dùng nhiều lực hơn linh hồn của diệp quang chỉ sợ là sẽ trực tiếp tan biến an nam tỉnh mở tay phải ra một cổ võ thần chi ý cường đại trực tiếp bao phủ lại linh hồn của diệp quang nhưng tác dụng không lớn nhìn thấy một màn này an nam tỉnh cao chân mày lại nàng am hiểu đánh nhau nhưng không quá am hiểu cứu người không chỉ diệp quang Ngao Thiên Thiên ở một bên vào giờ khắc này cũng đã hư ảo tựa như một sợi khói xanh. An Nam tỉnh đột nhiên nhìn về phía Lý Bán Tri một bên, thanh huyền kiếm. Lý Bán Tri trầm giọng nói, thanh kiếm kia ở trong tay đông Lý tỉnh, mà vào giờ khắc này, nàng đang ở hư chân chiến trường. Nghe vậy, An Nam tỉnh cau chân mày lại. Lúc này, bên trong tháp nhỏ đột nhiên xuất hiện một thanh âm, để ta tới. Thanh âm rơi xuống, một đạo u quan đột nhiên bao phủ lại Ngao Thiên Thiên, trong chớp mắt ngao thiên thiên trực tiếp bị thu vào bên trong tháp nhỏ cùng lúc đó một luồng ánh sáng màu tím sậm bao phủ lại diệp quang trong nháy mắt lực lượng pháp tắt chân thế giới trên linh hồn diệp quang bắt đầu tiêu tán từng chút một mà đúng lúc này nữ tử thần linh ở nơi xa kia đột nhiên hiếp hai mắt lại dường như nghĩ đến cái gì ả đột nhiên căm tức nhìn tháp nhỏ là ngươi tháp nhỏ vội vàng nói ả đoán được sao thanh âm thần bí nói mặc kệ ả ả là đang hù dọa ngươi Tháp nhỏ trầm giọng nói, mẹ nó. Không có một kẻ nào là người tốt. Ở nơi xa, trong mắt An Vương có một vệt nghi hoặc, có thể cứu con rồng kia cùng với Diệp Quang, liền mang ý nghĩa người xuất thủ có thể phá pháp tắc chân thế giới. Người ở vùng vũ trụ này, cũng không phải là không có ai làm được, nhưng cực ít. Còn có đại lão. Sắc mặt của An Vương trầm xuống, ả à gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Quang nơi xa, người của tên khốn kiếp này thật nhiều. Ở nơi xa, Diệp Quang chậm rãi mở hai mắt ra, vào giờ khắc này, hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Ở một bên, mặt mũi của đám người tịch huyền tràn đầy lo lắng. Loại trạng thái vừa rồi của Diệp Quang, thật sự là quá đáng sợ. An Nam tỉnh nhìn Diệp Quang trước mặt, cảm thấy như thế nào? Diệp Quang không có trả lời, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, vào lúc không nhìn thấy ngao thiên thiên, hắn lập tức sửng sốt. An Nam tỉnh vội vàng nói, nàng tạm thời không có chuyện gì, bị tháp nhỏ thu vào trong tháp tạm thời không có chuyện gì trong lòng diệp quang lập tức thở dài một hơi thay vào đó chính là bất đắc dĩ vào giờ khắc này hắn hiểu được một sự kiện vào rất nhiều thời điểm cho dù ngươi cố gắng hết sức cũng không làm nên chuyện gì cuộc sống chính là hiện thực như vậy diệp quang quay đầu nhìn về phía hai vị thần đế nơi xa kia hắn biết hắn nếu như không trở nên mạnh mẽ về sau loại chuyện này sẽ còn phát sinh hơn nữa có khả năng càng nghiêm trọng hơn. Thực lực. Diệp Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân ở loạn thế, mạng người không đáng tiền. Không có thực lực cường đại, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Nhìn Diệp Quang trước mắt, trong mắt An Nam tỉnh lóe lên một vệt phức tạp, thiếu niên này phải thừa nhận áp lực mà hắn ơ cái tuổi này lẽ ra không nên tiếp nhận. Nghĩ đến đây, trong lòng An Nam tỉnh thở dài. Ba đời người Dương gia, cuộc sống đều không hề dễ dàng. Thanh Sam kiếm chủ cả đời, có thể nói là khổ nhất, mạnh mẽ giết ra một con đường máu, đặc biệt là cuối cùng, còn gặp được nhân vật kinh khủng không bình thường như thiên mệnh. Mà nhân gian kiếm chủ, thời kỳ đầu cũng là vô cùng thê thảm. Y bị nuôi thả vô cùng triệt để. Mà tiểu gia hỏa trước mắt này, bây giờ vừa mới nhận tổ quy tông, liền bị toàn bộ chân thế giới nhằm vào, không chỉ như thế, còn phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ toàn bộ quan huyền vũ trụ an nam tỉnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của diệp quang sau đó nói yên tâm chúng ta sẽ không để cho người lấy lớn hiếp nhỏ ngươi nói xong nàng quay người nhìn về phía an vương xa xa nhìn thấy an nam tỉnh nhìn mình an vương nheo mắt lập tức lui ra sau lưng hai vị thần đế đối mặt với vị võ thần này nàng cũng rất kiên kỵ rất mạnh mẽ như nàng nói mười vị thần đế tới chỉ sợ là cũng không đủ cho nàng đánh nếu không phải cố kỵ diệp quang bọn hắn sẽ bị vị võ thần này đuổi đánh. An Nam tỉnh đột nhiên nói, tháp nhỏ. Tháp nhỏ vội vàng nói, ta ở đây. An Nam tỉnh nhìn chầm chầm tháp nhỏ, ánh mắt có chút băng lãnh, nuôi thả, cũng phải có một cái hạn độ, nếu như thần đế ra tay với hắn, ngươi cũng muốn để cho hắn gánh vác sao. Tháp nhỏ rung giọng nói, ta quên mất. Quên mất. Trong mắt An Nam tỉnh lóe lên một tia giận dữ, nàng thật sự muốn đánh nổ cái tháp này ngươi như vậy mà cũng có thể quên. Lúc này, Diệp Quang đột nhiên nói, tiền bối, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta rút lui thôi. Ở một bên, võ lão vội vàng nói, phải đi trụ giới, chỉ cần đi trụ giới, bọn hắn coi như xuất động 10 vị thần đế, chúng ta cũng không sợ. Đi trụ giới. An Nam tỉnh quay đầu nhìn về phía An Vương nơi xa kia, nói khẽ, tạm thời chỉ sợ là không đi được. Nghe vậy, Diệp Quang cao chân mày lại, hắn nhìn về phía vị an vương kia rõ ràng nữ nhân này khẳng định là lại gọi người an vương nhìn an nam tỉnh cười nói ngươi là võ thần nói xong ả giơ ngón tay cái lên không thể không nói ngươi thật sự rất biết đánh nhau nếu như ngươi không phải phải bảo hộ vị diệp công tử này mấy người chúng ta còn thật sự không dám làm càng ở trước mặt ngươi ngươi đúng lúc này trường thương trong tay phải an nam tỉnh đột nhiên phá không mà đi suy chỗ trường thương qua, thời không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Tốc độ của trường thương cực nhanh, mọi người còn chưa phản ứng lại chính là đã giết tới trước mặt An Vương. Nhìn thấy một màn này, An Vương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, giữa trán ả, một mặt tấm gương màu vàng kim đột nhiên bay ra, sau đó cản ở trước mặt ả. Oanh! Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, mặt tấm gương màu vàng kim kia vỡ nát ầm ầm, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay An Vương đến mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng mà, thanh trường thương này cũng không biến mất, mà là phá không mà đi, đuổi sát An Vương. Ở mấy vạn trượng bên ngoài, An Vương đột nhiên cả giận nói, hộ giá. Thanh âm rơi xuống, hai vị thần đế xuất hiện ở trước mặt ả, vị du lão kia đột nhiên điểm một chỉ về phía trước, một đạo đao mang đột nhiên dân trào mà ra từ đầu ngón tay lão. Mà một vị thần đế khác cũng là đột nhiên xông về phía trước, đánh một quyền về phía thanh trường thương này. Quanh! Quanh! Đột nhiên, theo tiếng đổ đinh đai nhức ốc vang lên, toàn bộ tinh hà sôi trào lên, mà thanh trường thương này của An Nam tỉnh cũng bị bất ngừng. Nhưng vào lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên xuất hiện ở đằng sau trường thương, tay phải cầm thương chấn động mạnh một cái. ầm ầm Hai vị thần đế trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay đến mấy chục vạn trường, mà bọn hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp bắt đầu nứt ra tầng tầng không chỉ như thế mảnh khu vực thời không phía sau bọn hắn cũng là trực tiếp vỡ nát hóa thành một màu đen kịt vô cùng dọa người mà an nam tỉnh cũng không tiếp tục ra tay mà là thân hình rung lên lui đến bên cạnh diệp quang nếu như nàng tiếp tục ra tay muốn giết hai vị thần đế trong khoảnh khắc tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay thế nhưng nàng không còn dám yên tâm giao diệp quang cho tháp nhỏ thủ hộ tháp nhỏ này đầu óc càng ngày càng không dùng được. Mà đúng lúc này, phiến khu vực thời không sau lưng An Vương kia đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một con đường màu vàng kim trải ra. Viện quân đến. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quang trầm xuống, mẹ nó, nữ nhân này thật sự lại gọi người. Thật sự quá không hợp thói thường. Lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên nói, chớ lo lắng, người của chúng ta cũng sắp đến. Diệp Quang sửng sốt. Không thể không nói, diệp quang có chút chấn kinh phía bên mình còn có người chính mình đối với thực lực của gia tộc chính mình giống như có chút đánh giá thấp cũng không biết trong gia tộc mình có phải là lăn lộn kém nhất hay không tháp nhỏ đột nhiên nói đừng chấn kinh tình huống hiện tại vẫn còn tốt bởi vì nhóm cô cô của ngươi còn chưa có đến nếu như các nàng đến như vậy mới thật sự thú vị tháp nhỏ rất rõ ràng diệp quang mặc dù là bị nuôi thả nhưng đó là có tiền đề cái tiền đề này chính là chân vũ trụ không thể lấy lớn hiếp nhỏ diệp quang chân vũ trụ phái ra cường giả cấp bậc gì phía diệp quang liền phái ra cường giả cấp bậc đó nếu như chân thần ra tay vậy phía bên này liền ra tam kiếm so nhân số người dương gia nếu như chơi tất tay con mẹ nó ai có thể so sánh được diệp quang đột nhiên hỏi cô cô tháp nhỏ nói ngươi có rất nhiều cô cô về sau ngươi sẽ nhận biết Diệp Quang đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên trong đường hầm thời không nơi xa kia, đột nhiên có một vị nam tử trung niên mặc áo trắng đi tới. Nam tử trung niên vừa đi ra, một cổ khí tức cường đại chính là bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, mảnh tinh vực này trực tiếp sôi trào lên. Thần đế Lại có một vị thần đế tới. Ở phía Diệp Quang, thần sắc của chúng người trở nên vô cùng ngưng trọng, cho dù cách xa nhau mấy vạn trượng, nhưng cổ khí tức cường đại kia vẫn như cũ khiến cho người ta nghẹt thở. Chân thế giới này thật sự điên rồi. Hôm nay vì giết Diệp Quang, vậy mà phái ra nhiều thần đế như vậy. Mà ở bên cạnh Diệp Quang cách đó không xa, vẻ mặt của võ lão thì là vô cùng khó coi, lần này, có cảm giác tồn tại thấp nhất chính là tiên bảo cát. Vốn là tới hộ giá, nhưng bây giờ, lại cái gì cũng không giúp được. Thật sự là không hề có cảm giác tồn tại. Chẳng qua, lão cũng rất bất đắc dĩ bởi vì ác chủ bài tần quang lưu lại đều là ở trụ giới chỉ có đi trụ giới nơi đó mới là sân nhà của tiên bảo cắt mà một số vũ khí bí mật lão cũng không có quyền điều động võ lão tới gần diệp quang sau đó trầm giọng nói thiếu chủ đợi chút nữa có cơ hội nhất định phải đi trụ giới nơi đó có vô số các loại đồ vật chờ ngài kế thừa kế thừa diệp quang nhìn thoáng qua võ lão võ lão chân thành nói chỉ cần đến trụ giới ai cũng không thể gây thương tổn cho ngài diệp quang nhìn về phía vị an vương nơi xa kia hết sức rõ ràng vị an vương này cũng không muốn hắn đi trụ giới sau khi vị thần đế áo trắng kia đi tới y nhìn thoáng qua an nam tỉnh xa xa sau đó nhìn về phía an vương hơi hơi thi lễ thi lễ nhìn thấy một màn này diệp quang hiếp hai mắt lại vị an vương này đến tột cùng có lai lịch ra sao lại có thể khiến mấy vị thần đế này đều nghe mệnh lệnh của nàng an vương bình tĩnh nói chỉ có một mình ngươi ha ha đúng lúc này ở đằng sau đường hầm thời không kia một tiếng cười to đột nhiên truyền đến tiếp theo một vị trung niên nam tử dáng người khôi ngô cao lớn bước ra ngoài nam tử trung niên hình thể vô cùng cao lớn trên thân trên trần trụi có rất nhiều phù văn thần bí cổ lão cơ bắp cuồn cuộn lộ ra gân xanh hoặc nhìn cực kỳ dọa người lại có một vị thần đế tới. Vẻ mặt của Diệp Quang trầm xuống. Thần đế ở chân thế giới này đều không đáng tiền như thế. Hay là nói, đều con mẹ nó bị hắn thu hút đến đây. Sau khi vị nam tử trung niên khôi ngô kia đi tới, gã nhìn về phía An Vương, hơi hơi thi lễ, "An Vương." Cũng không thể đắc tội nữ nhân này, tâm nhãn của nữ nhân này rất xấu. An Vương khẽ gật đầu, "Các thần đế khác đâu? Còn chưa tới?" là không nể mặt ta sao nam tử khôi ngô vội vàng nói bọn hắn tới chậm một chút an vương yên lặng nam tử khôi ngô không dám nói thêm cái gì ngay lập tức nhìn về phía an nam tỉnh cách đó không xa gã liếc mắt đánh giá an nam tỉnh cười to nói để ta tới gặp gỡ người này trước thanh âm rơi xuống gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước sau đó đấm ra một quyền một quyền này ra tinh hà vũ trụ bốn phía trực tiếp tựa như sôi trào Quyền diệt tinh hà. An Nam Tỉnh mặt không biểu tình, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một thương. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, nam tử khôi ngô trực tiếp bay ra mấy vạn trượng bên ngoài, mà gã vừa dừng lại một cái, tay phải của gã trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nam tử khôi ngô có chút phát mộng. Mạnh như thế. Mà An Nam Tỉnh vẫn không có thừa thắng xông lên, nàng liền thủ ở bên cạnh Diệp Quan vẫn là câu nói kia tháp gia không đáng tin cậy phải dựa vào mình vừa rồi chính là quá tin tưởng tháp gia suýt nữa xảy ra việc lớn ở nơi xa vị an vương kia nhìn an nam tỉnh vẻ mặt vô cùng ngưng trọng thực lực của nữ nhân này là vượt xa thần đế đừng nói mười vị thần đế chỉ sợ là hai mươi vị thần đế tới cũng không nhất định có thể đánh thắng được nàng bởi vì đánh cho đến bây giờ ả phát hiện ra vị nữ võ thần này cũng không có suất toàn lực Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của An Vương càng ngưng trọng. Gã nam tử Khôi Ngô kia còn muốn ra tay, An Vương đột nhiên nói, không cần ra tay. Nam tử Khôi Ngô nhìn về phía An Vương, An Vương mặt không biểu tình, nàng là một vị võ thần, ngươi không phải đối thủ của nàng. Võ thần? Nam tử Khôi Ngô trầm giọng nói, ta đã từng giết không ít võ thần tại vũ trụ khác. An Vương nhìn thoáng qua nam tử Khôi Ngô, vậy ngươi đi lên tiếp đi nam tử khôi ngô lập tức có chút xấu hổ ngươi làm sao lại không cho ta bậc thang đi xuống kỳ thật qua lần giao thủ vừa rồi gã liền đã biết gã không đánh lại nữ nhân đối diện kia không thể không nói trong lòng gã cũng rất khiếp sợ loại võ thần vũ trụ cấp thấp này vậy mà lợi hại như thế an vương đột nhiên lại nói chờ một chút sau đó chúng ta hội đồng đơn đấu đánh không lại vậy cũng chỉ có thể hội đồng ở nơi xa bên cạnh an nam tỉnh diệp quang trầm giọng nói tiền bối bọn hắn có khả năng còn có thần đế sắp tới an nam tỉnh gật đầu ta biết diệp quang nhìn về phía an nam tỉnh an nam tỉnh bình tĩnh nói người của chúng ta cũng đã sắp đến diệp quang hỏi nhiều không an nam tỉnh lắc đầu không nhiều diệp quang không nói lời nào trong lòng có chút hoảng an nam tỉnh lại nói nhưng rất biết đánh nhau diệp quang ầm ầm. Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không kia, lại xuất hiện một lão giả, lão giả mặc một bộ áo bào đen thùng thình, hai tay giấu ở trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng, sau khi lão đi tới, không nói nhảm câu nào, mà là lẳng lặng đi tới bên cạnh An Vương đứng. An Vương nhìn thoáng qua lão giả, lão bằng hữu của ngươi đâu? Lão giả áo bào đen bình tĩnh nói, sẽ tới ngay. An Vương khẽ gật đầu, ả à chỉ diệp quan phía xa xa đợi chút nữa chủ yếu giết người này trước chính là nam nhân đẹp trai kia các ngươi phải nhớ cho kỹ ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn vị võ thần kia các ngươi phải làm thịt hắn trước tiên cho ta chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ cho nên các ngươi đều xuất toàn lực cho ta toàn lực biết chưa nghe vậy một đám thần đế nhìn về phía diệp quang khẽ gật đầu nhìn thấy một màn này vẻ mặt của diệp quang lập tức trầm xuống mẹ nó Nữ nhân này thật sự không hợp thói thường. Ta cùng với ngươi là có thù giết cha sao? Ngươi muốn nhằm vào lão tử như thế, quá con mẹ nó khi dễ người. An Nam tỉnh nhìn thoáng qua An Vương, An Vương muốn giết Diệp Quang, nàng làm sao không muốn giết nữ tử có thân phận không đơn giản này? Oanh. Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không kia, lại có một cổ khí tức mạnh mẽ cuốn tới, theo cổ khí tức mạnh mẽ này xuất hiện, một bà lão chậm rãi đi ra. Bà lão cũng mặc một bộ áo bào đen, sau khi bà lão đi ra, Âm Lãnh nhìn lướt qua đám người Diệp Quang giữa sân, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh An Vương. Vị thần đế thứ sáu. Nhìn thấy dạng đội hình này, thần sắc của đám người Diệp Quang ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chân thế giới thật sự điên rồi. Diệp Quang cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, phải biết rằng, cho tới bây giờ, chân thế giới đã xuất động gần 10 vị thần đế, trọng yếu nhất chính là chân thế giới chẳng khác gì là tác chiến ba tuyến. Một nhóm tác chiến với quan huyền học viện. Một nhóm tác chiến ở nơi này. Còn có một nhóm khẳng định kéo lại đám người diệp vũ kiếm đế tại hư chân chiến trường. Mà ngay cả như vậy, chân thế giới vẫn có thể gọi tới nhiều cường giả như vậy. Rõ ràng, thực lực tổng hợp của chân thế giới là mạnh hơn rất nhiều so với quan huyền vũ trụ. Trong lòng diệp quan thở dài. Vốn cho rằng xuất đạo tức đỉnh phong, hiện tại xem ra đỉnh phong không có mà là phát điên thật sự thấy nữ nhân này không ngừng gọi người tới đánh chính mình hơn nữa còn là loại cường giả cấp cao nhất kia hắn thật sự sắp điên rồi đúng lúc này diệp quang dường như nghĩ đến cái gì liền vội hỏi tháp gia túi tiền mà mẫu thân của ta để lại cho ta đâu tháp nhỏ nói ta cho ngươi thanh âm rơi xuống một cái túi tiền màu trắng xuất hiện ở trước mặt diệp quang diệp quang cầm lấy túi tiền trước mặt sau đó liền muốn mở ra nhưng mà hắn lại phát hiện ra căn bản không mở ra được diệp quang sửng sốt tháp nhỏ trầm giọng nói ngươi tạm thời không thể mở ra diệp quang không hiểu vì sao tháp nhỏ nói bởi vì bên trong có rất nhiều thứ nguy hiểm mẹ ngươi sợ ngươi nghịch bậy nghịch chết chính mình diệp quang nhíu mày nghi ngờ nói đồ vật gì mà lại nguy hiểm như vậy tháp nhỏ nói một loại bom diệp quang trầm giọng nói hiện tại thế cục đã rất bất lợi đã có thần vật như thế sao không lấy ra dùng thử tháp gia ngươi giúp ta mở ra đi lúc này hắn mới sẽ không cổ hủ có bảo bối gì đều xuất ra đi tháp nhỏ trầm giọng nói những món đồ kia thật sự không thể dùng thật đó diệp quang hơi nghi hoặc một chút chúng ta dùng để đối phó với thần linh cũng không được sao tháp nhỏ liền nói ngay không được sát thương của những thứ kia là chẳng phân biệt được địch ta, một khi dùng, tất cả mọi người sẽ xong đời. Diệp quan trầm giọng nói, tháp gia, ngươi có phải hay không lại đang lừa dối ta? Tháp nhỏ khổ nói, tiểu tổ tông, những vật mẹ ngươi lưu lại kia, đừng nói ngươi, cha ngươi cũng đều không dám tùy tiện dùng linh tinh, hơi không cẩn thận, thật sự chính là tất cả mọi người đều xong đời. Nó cho đến nay vẫn nhớ rõ loại bom kia, mẹ nó, thực sự không hợp thói thường. Nếu như rơi vào tay Diệp Quang, Diệp Quang lại không hiểu, dùng lung tung, người nào gánh vác được. Nghe tháp gia nói, Diệp Quang liếc mắt đánh giá túi tiền trong tay, trong lòng có chút nghi hoặc. Thứ đồ gì không biết, quy lực thế mà chẳng phân biệt được địch ta. Lúc này, võ lão ở một bên cũng liền vội vàng gật đầu, không thể dùng linh tinh, chờ sau khi ngài quen thuộc những vật kia, lại dùng. Lão là người trưởng quản võ cát, chuyên môn nghiên cứu chính là võ đạo, khoa học kỹ thuật thuộc về tiểu ái, không thuộc về sự quản lý của lão, thế nhưng, lão cũng biết những vật tầng các chủ cùng với tiểu ái tạo nên kia vô cùng không hợp thói thường. Đó không phải là Diệp Quang hiện tại có thể trưởng khống. Nghe được võ lão cũng nói như vậy, Diệp Quang bỏ đi suy nghĩ mở ra túi tiền, chẳng qua, đối với đồ vật trong túi tiền này, hắn lại càng thêm tò mò. Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không kia, đột nhiên lại bộc phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, ngay sau đó, một vị nữ tử áo lam chậm rãi đi ra, nữ tử áo lam có mái tóc màu đỏ, tùy ý xỏa sau lưng, vẻ mặt băng lãnh, trong mắt không chứa một chút tình cảm. Nữ tử áo lam sau khi đi tới, nàng nhìn thoáng qua An Nam tỉnh xa xa, sau đó thân hình rung lên, xuất hiện ở bên người An Vương. Bảy vị thần đế Giữa sân An tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hiện tại, bên người vị An Vương này có bảy vị thần đế. Nhưng mà, Vị thần đế này mới vừa xuất hiện, ở bên trong đường hầm thời không kia, đột nhiên xuất hiện âm thanh rung động kịch liệt. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, bên trong đường hầm thời không kia, đột nhiên có một đám cường giả mặt giáp đen đi ra. Có chừng hơn nghìn người. Hơn nghìn người này, mặt giáp đen, đầu đội mũ đen, trong tay nắm trường thương, vào một khắc bọn hắn đi ra, một cổ khí tức cường đại lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân, sau đó ép về phía đám người quan huyền học viện ở phía xa xa an nam tỉnh hướng về phía trước bước ra một bước phất tay áo vung lên oanh trong nháy mắt cổ khí tức cường đại kia trực tiếp bị an nam tỉnh chấn vỡ nhìn thấy thân vệ quân của mình đến an vương đột nhiên mở lòng bàn tay ra ở trong lòng bàn tay nàng một khối đại ấn màu vàng ống đột nhiên phóng lên tận trời đại ấn đón gió căng phồng lên trong chớp mắt hóa thành vạn trượng ngay sau đó một cổ uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ An Nam tỉnh. An Vương nhìn chầm chầm An Nam tỉnh, ta ngăn chặn nàng, các ngươi đi diệt trừ vị diệp quan kia. Đều không cần lưu thủ, phóng đại chiêu cho ta. Đánh chết hắn. Nghe An Vương nói, một đám thần đế không có chút do dự gì, vọt thẳng về phía diệp quan xa xa. Thần sắc của An Nam tỉnh lại là vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu diệp quan, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Quanh, Một cổ khí tức cường đại cuốn tới. Đến! Các ngươi có người, chúng ta cũng có người. So nhân số. Ai có thể có nhiều người hơn kháo sơn vương gia tộc? Mọi người dùng dập ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu Diệp Quang. Ở trên đỉnh đầu Diệp Quang, có một tiểu cô nương đứng đó. Đầu tiểu cô nương có hai sừng, mặc một chiếc áo tay ngắn in hình bông hoa, hai cánh tay để lộ ra ngoài không khí. Hạ thân là một chiếc quần tây nhỏ màu xanh, bên trên còn có mấy lỗ thủng, thoạt nhìn có chút tồi tàn. Dưới chân là một đôi giày nhỏ màu trắng có in hình vài động vật nhỏ đáng yêu. Tiểu cô nương cầm mứt quả trong tay, đang chậm rãi liếm. Mà ở trên bờ vai tiểu cô nương, có một tiểu gia hỏa lông xù màu trắng nằm sấp, tiểu gia hỏa vào giờ phút này đang trong mông nhìn chầm chầm mứt quả trong tay tiểu cô nương, thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi nhỏ, bộ dáng có chút nôn nóng. Mà ở bên cạnh tiểu cô nương, còn có một nữ tử, Nữ tử mặc một bộ váy trắng, tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ, ở trong tay nàng cầm một thanh phương thiên hỏa kích. Hai người. Diệp Quang hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa màu trắng trên bờ vai tiểu cô nương kia, tăng thêm tiểu gia hỏa này, miễn cưỡng tính là hai người rưỡi đi. Hai người rưỡi. Hơi ít. Mà đúng lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên chỉ Diệp Quang, "Tiểu Bạch, bảo hộ tên tiểu tử này, nhị nha, vị nhiên, đánh nhau." Nói xong, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Nghe An Nam tỉnh nói, nữ tử váy trắng bên cạnh nhị nha kia đột nhiên liền xông ra ngoài, mà tiểu cô nương tên là nhị nha đưa mức quả trong tay cho tiểu gia hỏa trên bờ vai, bản thân nàng thì trực tiếp xông ra ngoài, cú xông lên này. Toàn bộ vũ trụ tinh hà trực tiếp sụp đổ yên diệt từng khúc tại thời khắc này. Tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Quang cũng là trợn hai mắt lên. Tiểu cô nương thật mãnh liệt mà tiểu gia hỏa màu trắng kia thì dừng lại ở tại chỗ nó vội vàng liếm láp một viên mức quả cuối cùng mà lúc này nơi xa đột nhiên lại vang lên thanh âm của an nam tỉnh tiểu bạch bảo vệ tốt tên tiểu tử kia bảo vệ nghe vậy tiểu bạch trừng mắt nhìn có chút phát mộng nó nhìn lướt qua bốn phía bảo vệ ai lúc này diệp quang ở phía dưới đột nhiên nói ta tiểu bạch nhìn về phía diệp quang diệp quang chỉ chỉ chính mình nàng bảo ngươi bảo hộ ta tiểu bạch liếc mắt đánh giá diệp quang ánh mắt của nó chớp động ngay sau đó bay tới trên vai diệp quang sau đó dùng bàn chân nhỏ khẽ xoa đầu diệp quang diệp quang yên lặng ngươi coi ta là mèo sao mà đúng lúc này diệp quang đột nhiên quay đầu chỉ thấy cách đó không xa một thanh trường thương đột nhiên xuyên qua từ giữa trán một vị thần đế lực lượng cường đại trực tiếp kéo theo vị thần đế kia lui ra sau mấy vạn trượng mà cùng lúc đó nhị nha tiểu cô nương ở bên cạnh an nam tỉnh kia cũng là tung người nhảy lên một quyền đánh nát một mảnh tinh không, mà hai vị thần đế thân ở vùng tinh không kia trực tiếp lùi lại đến mấy chục vạn trượng, vừa dừng lại một cái, thân thể của hai vị thần đế trực tiếp yên diệt, linh hồn càng là hóa thành bột miệng trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quang lộ vẻ mặt động dung. Nhị nha tiểu cô nương này thật là khủng khiếp. Mà ở một bên khác, vị nữ tử váy trắng cầm phương thiên hỏa kích trong tay kia độc chiến với ba vị thần đế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trực tiếp ép cho mấy vị thần đế thở không nổi. Thật mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả phía quan huyền học viện đều là khiếp sợ không thôi. Người tuy ít, nhưng lại quá biết đánh nhau. Diệp quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa màu trắng trên bờ vai, hỏi, người có phải hay không cũng rất biết đánh nhau. Tiểu bạch chớp mắt, sau đó cua móng vuốt nhỏ một hồi, vung ra hai thứ giống như quả trứng, mặt trên còn có nút. Mẹ nó! tháp nhỏ đột nhiên kinh hãi nói bom diệp quang lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây là thứ đồ chơi gì tiểu bạch nhếch miệng cười một tiếng sau đó đưa hai thứ giống như trứng kia cho diệp quang diệp quang nhận lấy tháp nhỏ đột nhiên kinh hãi nói đừng có nghịch thứ này nó sẽ mà lúc này diệp quang đã nhấn cái nút kia tháp nhỏ nhìn thấy diệp quang nhấn xuống cái nút kia tiểu bạch trừng mắt nhìn sau đó vung móng vuốt nhỏ về phía một bên Diệp Quang mặt mũi tràn đầy không hiểu, có ý tứ gì. Tháp nhỏ đột nhiên rung giọng nói, mẹ nhà nó, tranh thủ thời gian ném đi. Diệp Quang sửng sốt. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dùng vuốt che kín hai mắt. Quanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bột phát ra từ trong lòng bàn tay Diệp Quang. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh cho Diệp Quang bay ra bên ngoài vạn trượng. Mọi người bối rối. Diệp Quang đang nghe chuyện trên TV audio CV sau khi dừng lại, linh hồn trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Nếu như không phải có đại lão thần bí bên trong tháp nhỏ xuất thủ tương trợ, linh hồn hắn đã trực tiếp nổ mất rồi. Tất cả mọi người nhìn Tiểu Bạch, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Đây không phải là địch nhân phái tới đó chứ? Diệp Quang cũng bối rối. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy đầu ông ông. Thứ đồ gì? Suýt nữa đã nổ tung hắn rồi lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chết cận kề như vậy đúng lúc này võ lão ở một bên xuất hiện ở trước mặt diệp quang lão mở lòng bàn tay ra một chiếc hộp màu đen đột nhiên bay đến đỉnh đầu diệp quang sau một khắc từng cổ khí tức linh hồn tinh thuần không ngừng tràn vào bên trong linh hồn của diệp quang lúc này linh hồn của diệp quang mới trở nên bình thường một chút nhìn thấy một màn này mọi người ở bốn phía cũng là lập tức thở dài một hơi diệp quang nhìn về phía tiểu bạch một bên tiểu bạch tràn đầy vô tội nó vung vẩy móng vuốt nhỏ một hồi, dường như đang biểu đạt cái gì. Diệp Quang trong lòng hỏi, tháp gia, nó đang nói cái gì? Tháp nhỏ trầm giọng nói, nó nói, ngươi vì sao không ném? Diệp Quang yên lặng. Con mẹ nó chứ làm sao biết đồ vật ngươi cho ta sẽ nổ. Vụ nổ này gần như phá hủy linh hồn của hắn. Tê cả da đầu. Đúng lúc này, tiểu bạch đột nhiên vung móng vuốt nhỏ lên, đột nhiên, một quả trứng lớn bằng quả dưa hấu xuất hiện ở trước mặt nó. Biểu lộ của Diệp Quang cứng đờ. Những người còn lại cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng và đề phòng, dùng dập lùi lại. Tiểu Bạch dùng móng vuốt nhỏ chỉ chỉ quả trứng lớn kia, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quang nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, mặt mũi tràn đầy đề phòng, hỏi trong lòng, Tháp gia, nó nói cái gì? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, nó nói, uy lực của cái này mạnh hơn và có thể làm nổ tung mảnh vũ trụ này hỏi ngươi có muốn chơi hay không? Biểu lộ của Diệp Quang cứng đờ, nó là nghiêm túc sao? Tháp nhỏ nói, nó có thể không nghĩ tới, ngươi rất yếu. Diệp Quang ầm ầm. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra, một cổ khí tức cường đại đột nhiên bắn mạnh về phía Diệp Quang. Người xuất thủ, chính là vị An Vương kia. An Vương gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Quang, sau khi thấy thực lực của ba người An Nam tỉnh, nàng liền biết, những thần đế này không ngăn được ba người kia quá biết đánh nhau bởi vậy nếu như nàng muốn giết diệp quang liền nhất định phải thừa dịp hiện tại tranh thủ cơ hội trong chớp nhoáng này nhìn thấy an vương vọt tới vẻ mặt của diệp quang lập tức biến đổi thực lực của vị an vương này so sánh với thần đế còn mạnh hơn một chút mà phía bên mình diệp quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch vào lúc nhìn thấy vị an vương kia vọt tới nó đầu tiên là sững sờ sau đó trực tiếp trốn ra sau lưng diệp quang dùng hai tay che mắt diệp quang suýt nửa sụp đổ tên tiểu tử này thật sự chính là tới bảo vệ mình sao người nào bảo vệ người nào tháp nhỏ cũng suýt nửa sụp đổ tiểu bạch ngươi đánh ả đi ngươi đánh thắng được ả nghe tháp nhỏ nói tiểu bạch ngay cả người sau đó nó trực tiếp nhấn ào quả trứng lớn trước mặt mình sau đó che mắt tại chỗ mẹ nó nhìn thấy một màn này vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt, dùng dập lùi lại. Diệp Quang cũng là sắc mặt kịch biến, mẹ nó, tiểu gia hỏa này thật sự là địch nhân phái tới sao. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quang, nó cả giận nói, tất cả mọi người mau trốn đi. Nói xong, nó trực tiếp mang theo Diệp Quang cùng với tiểu bạch nhanh chóng lùi lại. Mà người xung quanh khi nhìn thấy tiểu bạch nhấn nút quả trứng lớn, liền điên cùng lùi lại. Mặc dù bọn hắn không biết đó là vật gì, nhưng bọn hắn biết, thứ đồ chơi kia rất nguy hiểm. Mà lúc này, vị An Vương kia vừa vặn xông tới, nhìn thấy quả trứng lớn kia, An Vương nhíu mày, sau đó đưa tay chính là đấm ra một quyền. ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng đổ vang vang vọng mà lên từ bên trong vùng tinh không vũ trụ này, ngay sau đó, một đóa hoa hình nấm 10 vạn trượng to lớn phóng lên tận trời, lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ xóa sổ thời không bên trong phương viên gần trăm vạn trượng, đóa hoa hình nấm kia đâm thẳng vào trong tinh không. Toàn bộ vũ trụ tinh không tại thời khắc này đều sôi trào lên. Mà vị an vương kia cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra mười mấy vạn trượng bên ngoài, lúc nàng dừng lại, cũng có chút phát mộng, vào giờ khắc này, thân thể của nàng đều đã dần dần vỡ nát. Cái quái gì đây? Mà ở nơi xa, một đám cường giả quan huyền học viện cùng với cường giả tiên bảo cắt vào giờ phút này cũng là triệt để bối rối quy lực mạnh như thế diệp quang cũng là nhìn tê cả da đầu nếu như không phải tháp gia mang theo hắn nhanh chóng lùi lại hắn chỉ sợ là đã chuyển thế đầu thai đây là thứ đồ chơi gì diệp quang nhìn về phía tiểu bạch một bên tiểu bạch trừng mắt nhìn sau đó vung vẫy móng vuốt nhỏ một chầu dáng vẻ thoạt nhìn có chút hưng phấn diệp quang nghi hoặc mà trong ánh mắt mọi người ở đây tiểu bạch khẽ đảo hai cái móng vuốt nhỏ lại vung ra hai quả trứng to như dưa hấu nhìn thấy một màn này mọi người trực tiếp nhanh chóng lùi lại diệp quang cũng là liên tục lùi lại rời xa tiểu bạch mẹ nó thực sự sẽ bị chơi chết nhìn thấy mọi người lui lại mặt mũi tiểu bạch tràn đầy phát mộng cuối cùng nó nhìn về phía diệp quang sau đó nhếch miệng cười một tiếng nụ cười ngây thơ và rất đáng yêu diệp quang yên lặng tiểu gia hỏa này không hợp thói thường mà đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn ngay sau đó một phiến thời không trực tiếp tịch diệt mọi người vội vàng nhìn lại cách đó không xa vị nhị nha kia vào giờ phút này đã trực tiếp dùng một quyền đánh nát một vị thần đế không đến một phần tư canh giờ đã có vài vị thần đế vẫn lạc là vẫn lạc chân chính mà không phải chỉ vẫn lạc phân thân nếu như không phải vài vị thần đế đằng sau học thông minh không tiếp tục cứng đối cứng mà là không ngừng tránh né một đám thần đế chỉ sợ là đã vẫn lạc tại chỗ toàn bộ thần đế ở trước mặt ba người này đơn giản chỉ là gà đất chó sành an vương vốn đang muốn ra tay nhìn thấy một màn này lông mày lập tức nhíu lại ả không nghĩ tới những thần đế này ở trước mặt ba người này vậy mà không thể chống lại tiếp tục nữa tất cả thần đế đều sẽ bị giết chết nhưng nàng lại vẫn có chút không muốn từ bỏ bởi vì trực giác nói cho ả hôm nay không giết được diệp quang người này tương lai nhất định sẽ mang đến phiền phức ngập trời cho chân thế giới nghĩ đến đây an vương nhìn về phía diệp quang sát tâm nổi lên chư thần hoàng hôn vì sao còn chưa tới chỉ có nhánh quân đội kia mới có thể chống lại ba người võ thần kia lúc này một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ả lão giả áo đen trầm giọng nói an vương ngươi phải rút lui nghe vậy an vương đột nhiên giận dữ có ý tứ gì Lão giả áo đen trầm giọng nói, thời gian đã kéo dài quá lâu. Người ở hư chân thế giới chúng ta đã sắp không thể kéo dài được nữa, nếu như ngươi không đi, những đại kiếm đế ở hư chân thế giới đó liền sắp giết trở lại rồi. Khi đó, toàn bộ thần linh chúng ta ở vùng vũ trụ này đều phải chết. An Vương nắm chặt hai tay, yên lặng. Lão giả áo đen tiếp tục nói, lần hành động chém đầu này, chúng ta đã thất bại. An Vương vẫn không có nói chuyện, nàng gắt gao nhìn chầm chầm diệp quan phía xa xa người ở phía trên đã biết người này tồn tại chưa lão giả áo đen gật đầu biết an vương hiếp hai mắt lại vậy bọn hắn còn không dốc tất cả vốn liếng chém giết hắn lão giả áo đen muốn nói lại thôi an vương mặt không biểu tình nói đi lão giả áo đen trầm giọng nói an vương bọn hắn còn có người an vương nhìn về phía lão giả áo đen còn có người lão giả áo đen gật đầu vẻ mặt vô cùng khó coi, một vị kiếm tu tuyệt thế, dùng sức một mình ngăn cản 36 vị chư thần hoàng hôn vệ chúng ta, đồng thời còn chém giết mấy vị. Nghe vậy, An Vương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngay cả chư thần hoàng hôn vệ cũng đều có thể chém giết. Hơn nữa còn là lấy một địch mấy chục. Dường như nghĩ đến cái gì, An Vương lập tức đột nhiên giận dữ, ả quay người căm tức nhìn Diệp Quang, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chỗ dựa, ngươi là Kháo Sơn Vương sao? diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nói có nhiều thân thích lại rất biết đánh nhau ta cũng rất bất ngờ ngực an vương bị chặn lại suýt nữa tức giận thổ huyết diệp quang cũng là im lặng ngươi chỉ thấy có người tới giúp ta ngươi đối việc ngươi gọi người lại là không nhắc tới một lời đồ nữ nhân tiêu chuẩn kép đương nhiên hắn cũng xác thực rất kinh ngạc không nghĩ tới thân thích lại còn có nhiều như vậy hơn nữa cũng đều biết đánh nhau như vậy đặc biệt là hai nữ tử vừa mới xuất hiện này thật là đáng sợ về phần tiểu gia hỏa tên là tiểu bạch này quên đi diệp quang nhìn thoáng qua tiểu bạch im lặng vừa rồi suýt nữa hắn liền bị tiểu gia hỏa này nổ chết rồi ở nơi xa không thể không nói an vương vào thời khắc này thật sự vô cùng phẫn nộ đương nhiên càng nhiều vẫn là chấn kinh lần hành động chém đầu này là ả một tay bày kế ở dưới cái nhìn của ả tuyệt đối không có sơ hở nào, dù sao, có cường giả quan huyền vũ trụ làm nội ứng, bọn ả có khả năng đi thẳng tới thủ phủ quan huyền vũ trụ, mà Diệp Quang lúc này lại rất yếu, hơn 10 vị thần đế đồng loạt ra tay, làm sao lại thất bại chứ? Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này đến cùng tới từ đâu? Phải biết, trong đại chiến 30 triệu năm trước, những cường giả này đều chưa từng xuất hiện. Nhưng vào giờ phút này, lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả tuyệt thế như vậy trọng yếu nhất chính là chư thần hoàng hôn vệ ả à điều tới lại còn bị người ngăn lại mặc dù chỉ có mấy chục vị tới thế nhưng đó cũng đã vô cùng kinh khủng nhưng mà lại bị một vị kiếm tu cản lại có thể tưởng tượng thực lực của vị kiếm tu kia là khủng bố cỡ nào trong lòng an vương đột nhiên dâng lên một cổ bất đắc dĩ ả à biết hôm nay nếu như không giết được thiếu chủ quan huyền học viện trước mắt này ít nhất công khai giết là không làm được. Phải nghĩ biện pháp dở trò. Nghĩ đến đây, An Vương thu hồi ánh mắt, quả quyết nói, rút lui. Nói xong, phía sau ả đột nhiên xuất hiện một đường hầm thời không, mà ngay vào lúc bọn ả muốn rút lui, An Nam tỉnh ở xa xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. suy, Thời không giữa sân đột nhiên bị xé nứt ra. Một thanh trường thương trong nháy mắt giết tới trước mặt đám người An Vương, An Vương hiếp hai mắt lại, phất tay áo vung lên, một luồng ánh đen bột phát ra từ trong tay áo ả ầm ầm ánh đen vỡ nát trường thương phá không mà tới nhưng mà đám người an vương cũng đã tiến vào bên trong đường hầm thời không kia an vương nhìn chầm chầm diệp quang phía xa xa thân thể dần dần trở nên mờ đi diệp quang nhìn thoáng qua an vương không nói gì hắn biết nữ nhân này là để mắt tới chính mình đáng tiếc là không thể lưu lại đối phương chỉ sợ là hậu hoạn vô tận rất nhanh, đám người An Vương hoàn toàn biến mất ở trong sân. An Nam tỉnh sau khi yên lặng một lát, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quang, trước tiên đi trụ giới cùng với bọn hắn, nhị nha, vị nhiên, đi theo ta. Nói xong, nàng đột nhiên bước về phía trước một bước, đâm ra một thương. suy. Thời không nứt ra, An Nam tỉnh cùng với nhị nha và trang vị nhiên vọt thẳng vào bên trong đường hầm thời không kia. Rõ ràng, An Nam tỉnh vẫn là không muốn buông tha cho vị An Vương kia. Ở một bên, võ lão vội vàng nói, thiếu các chủ, chúng ta đi trụ giới thôi. Diệp Quang khẽ gật đầu, được. Lúc này võ lão liền sai người mở ra đường hầm thời không, mọi người vọt thẳng vào bên trong đường hầm thời không này. Tại quan Huyền Học Viện Vào giờ phút này, những thần đế cùng với thần hoàng trước mặt đám người mạc niệm niệm kia cũng đang lùi đi, rõ ràng, bọn hắn nhận được mệnh lệnh của An Vương, có các nàng an nam tỉnh gia nhập, bây giờ muốn giết Diệp Quang, đã rất không có khả năng, bởi vậy, ả quả quyết lựa chọn rút lui. Giữa sân, một đám cường giả thần linh thối lui, mà vị lục thiên còn chưa chết kia hiển nhiên là rất không cam tâm. Cứ kết thúc như vậy. Ở bên cạnh y, vị thái hòa thần đế kia nhìn thoáng qua lục thiên, đi thôi. Lục thiên lộ ra sắc mặt âm trầm. Thái hòa thần đế bình tĩnh nói, chúng ta đã đánh giá thấp người sau lưng Diệp quang, càng ngày có càng nhiều người xuất hiện giúp hắn chỉ có thể tạm thời rút lui trước lục thiên trầm giọng nói ta không cam tâm thái hòa thần đế đột nhiên nhíu lông mày lại đã có chút không vui lục thiên này không khỏi cũng quá không thức thời ngươi đơn đấu đánh không lại người ta có cái gì không cam lòng mà lúc này lục thiên dường như phát giác được thái hòa thần đế không vui ngay lập tức vội vàng nói chúng ta đi thôi y hiện tại khẳng định là không thể nào tiếp tục chờ đợi tại quan huyền học viện. Chỉ có đi chân thế giới mới có đường sống. Thái hòa thần đế khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân, đánh thẳng đến lục thiên. Người xuất thủ, chính là vị đại vũ tông kia. Thái hòa thần đế nhíu mày, quay người giơ tay phải đè ép. ầm ầm Vị Đại Vũ Tông kia trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng trấn áp ở tại chỗ. Đại Vũ Tông gắt cao nhìn chằm chằm Lục Thiên, không nói gì. Lục Thiên trầm giọng nói, "Vũ Tông, nơi này đã không có chỗ cho ngươi dung thân, đi tới chân thế giới cùng với ta đi." Đại Vũ Tông nhìn chằm chằm Lục Thiên, "Ngươi là con rối của chân thế giới, ngươi căn bản không phải thiên mệnh chi nhân." Lục Thiên mặt không biểu tình, "Ta từng gia nhập đạo môn, chẳng qua, sau này ta chuyển sang chân thế giới." nói xong y mỉm cười ta đã từng đi đến chân thế giới vũ tông ta cho ngươi biết quan huyền vũ trụ vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh thắng được chân thế giới cho dù là nhân gian kiếm chủ vô địch năm đó không phải là cũng không làm gì được chân thế giới sao đại vũ tông đột nhiên khẽ nở nụ cười lục thiên à lục thiên ngươi có biết ngươi ngu xuẩn cỡ nào lục thiên nhíu mày ngươi có ý tứ gì đại vũ tông nhìn lục thiên ngươi phản bội vũ trụ của mình ngươi cho rằng thần linh chân thế giới sẽ xem trọng ngươi sao sẽ không ngươi đi vũ trụ của bọn hắn bọn hắn sẽ chỉ coi ngươi là chó bởi vì ai cũng sẽ không coi trọng một người phản bội vũ trụ của mình lục thiên lộ ra vẻ mặt âm trầm trong mắt có sát ý đại vũ tông nhìn lục thiên trong mắt đột nhiên nhiều thêm một chút thương hại ta vào giờ phút này mới phát hiện ra ngươi so với diệp quang không chỉ kém hơn một chút lục thiên cười khẩy nói ngươi cho rằng bây giờ ngươi nói tốt đối với hắn hắn liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao đại vũ tông không nói nhảm câu nào y quay đầu nhìn thoáng qua quan huyền học viện đã vỡ nát trong mắt của y có một vệt mờ mịt rất nhanh vệt mờ mịt này biến thành hối hận y chỉ là muốn quan huyền học viện trở nên càng tốt hơn một chút đương nhiên cũng có chút tư tâm thế nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội quan huyền học viện y là được quan huyền học viện bồi dưỡng cũng đã từng cùng với các sư huynh để cùng nhau đối kháng với thần linh mà sư huynh đệ cùng một thời đại với y hiện tại đã không còn bao nhiêu người còn sống y ủng hộ lục thiên là hy vọng thiên mệnh chi nhân thế hệ này mang theo quan huyền học viện cùng nhau đối kháng với chân thế giới cùng nhau đánh thần linh nhưng mà thượng thiên lại thực hiện một trò đùa lớn với y người y ủng hộ lại có thể là người của thần linh đại vũ tông đột nhiên nở nụ cười lúc này lục thiên lại nói vũ tông ngươi cần gì phải chấp nhất dùng tài năng của ngươi cho dù đi chân thế giới cũng có thể được trọng dụng mà nếu ngươi ở lại nơi này vị diệp quan kia nhất định sẽ không bỏ qua im miệng đại vũ tông đột nhiên quay đầu gầm thép con chó của thần linh ngươi ta cho ngươi biết ngươi muốn làm chó không có ai ngăn cản ngươi thế nhưng đại vũ tông ta vĩnh viễn không có khả năng làm chó cho thần linh thanh âm rơi xuống hai tay của y đột nhiên nắm chặt oanh trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại đột nhiên dân trào mà ra từ trong cơ thể y. Tự bạo. Tất cả mọi người kinh hãi Rõ ràng, cũng không nghĩ tới vị đại vũ tông này vậy mà lựa chọn tự bạo. Lục thiên cũng không nghĩ tới, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng thối lui. Đại vũ tông vừa mới tự bạo, một cổ lực lượng cường đại lập tức bộc phát ra từ giữa sân, lực lượng của thái hòa thần đế kia lập tức bị chấn nát, mà ngay vào lúc cổ lực lượng cường đại kia muốn bao phủ lục thiên, Thái Hòa Thần Đế đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, cổ lực lượng tự bạo kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Thế gian đã không còn đại vũ tông. Ở nơi xa, vẻ mặt của lục thiên vô cùng khó coi, y không nghĩ tới, đại vũ tông vậy mà lại lựa chọn tự bạo. Lục thiên âm lãnh nói, có cơ hội sống, lại lựa chọn chết, ngu xuẩn. Thái hòa thần đế nhìn thoáng qua lục thiên, đi thôi. Giữ lại lục thiên, còn có chỗ hữu dụng lục thiên gật đầu y nhìn thoáng qua quan huyền học viện xa xa trong mắt lấp lánh hàng mang diệp quan ngày sau ta nhất định tự tay lấy đầu trên cổ ngươi nói xong y quay người rời đi nhưng vào lúc này mặt niệm niệm đột nhiên nói chờ một chút lục thiên nhíu mày y quay đầu nhìn về phía mặt niệm niệm mà lúc này mặt niệm niệm đột nhiên tan biến ở tại chỗ nhìn thấy mặt niệm niệm tan biến ở tại chỗ Vẻ mặt của Lục Thiên Kịch biến trong nháy mắt, mà Thái Hòa Thần Đế ở một bên kia cũng cau mày, liền muốn xuất thủ, nhưng lúc này, Thiên Tú trực tiếp xuất hiện ở trước mặt gã. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Thái Hòa Thần Đế lập tức trở nên khó coi. Bởi vì vừa rồi gã đã nói rút lui, bởi vậy, một đám cường giả thần linh tộc đều đã rút đi. Nói một cách khác, gã bây giờ căn bản không có người. Ngay trong nháy mắt này, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa trán Lục Thiên lục thiên hoảng sợ nói cứu ta cứu ta thái hòa thần đế nhìn lục thiên trực tiếp không nhịn được giận mắng lục thiên ngu xuẩn bảo ngươi đi ngươi chính là không lập tức đi nhất định phải nói ngoan thoại trước khi đi ngươi có phải hay không bị đứt dây thần kinh không tiếp tục quản lục thiên thái hòa thần đế trực tiếp quay người tan biến ở bên trong đường hầm thời không vào giờ khắc này lục thiên tuyệt vọng mặt niệm niệm nhìn lục thiên trước mặt lục thiên vừa muốn nói chuyện mặc niệm niệm đưa tay chính là gọt ra một kiếm suy cái đầu đẫm máu của lục thiên trực tiếp bay ra mấy trăm trượng bên ngoài mặc niệm niệm lộ ra thần sắc bình tĩnh đệ đệ ta từng nói cắt cỏ liền phải trừ tận gốc ta cảm thấy nói rất đúng lục thiên mặc niệm niệm quay người nhìn về phía đám người thiên tú ở một bên thiên tú trầm giọng nói kết thúc rồi sao Mạc niệm niệm lắc đầu trong mắt thiên tú có một vệt kinh ngạc. Mặt niệm niệm nói khẽ, vừa rồi ta nhận được tin tức, chân thế giới đã biết sự tồn tại của tên tiểu tử này, mặc dù vị an vương kia đã thối lui, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn hắn khẳng định phải giết chết hắn vào trước khi hắn trưởng thành. Thiên tú yên lặng. Mặt niệm niệm ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, chúng ta đến bảo hộ tiểu gia hỏa này đăng cơ xưng vương, khiến cho hắn độc hưởng ba ngàn đại đạo khí vận, mà chân thế giới khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền để cho hắn đăng cơ xưng vương, bởi vì chủ nhân đại đạo bút năm đó từng tiên đoán. Hậu nhân của tiểu huyền tử sẽ kết liễu hư chân thế giới. Thiên tú nhìn mặt niệm niệm, ngươi cảm thấy hắn có thể kết liễu chân thế giới sao? Mặt niệm niệm trầm mặt. Năm đó, nàng đã từng cùng với nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới, bởi vậy, rất rõ ràng thực lực kinh khủng của chân thế giới. Trận chiến kia, tiểu huyền tử giết đến mức phong ma huyết mạch biến dị. Mà cũng chính là trận chiến kia, thanh huyền kiếm cùng với tháp nhỏ đều bị trọng thương, đặc biệt là thanh huyền kiếm, ngủ say vô số năm. Tiểu quan có thể kết liễu chân thế giới sao? Trong mắt mạc niệm niệm cũng có một tia mờ mịt. Cái chỗ kia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt là vị chân thần kia. Tại trụ giới, tiểu quan thành. Vào lúc đám người diệp quan đi tới tiểu quan thành, Diệp Quang lập tức bị tòa thành trước mắt này làm cho rung động Cả tòa tường thành liền cao tới vạn trượng Vạn trượng Cả tòa tường thành dường như được kết nối với bầu trời Mà chiều rộng càng là không nhìn thấy bờ Cả tòa tường thành được làm từ những viên đá vàng không biết tên Mặt ngoài vẽ vô số phù văn thần bí như kiến, líp nha líp nhíp Mỗi một đạo phù văn đều đang phát tán ra một cổ lực lượng thần bí Không chỉ như thế, trên tường thành Cách mỗi trăm trượng liền có một tòa tháp cao khổng lồ, tháp cao cao khoảng chừng ngàn trượng, quanh thân có lôi điện lấp lánh, cực kỳ dọa người. Ngoài ra, ở bên cạnh mỗi một tòa tháp cao đều có một người khổng lồ mặc khôi giáp. Những người khổng lồ này đều cao ngàn trượng, trong tay cầm cự kiếm, mặc áo giáp vàng sẫm, đứng ở nơi đó, một cổ áp bách cảm giác đập thẳng vào mặt. Mà loại người khổng lồ này, ở trên bức tường thành đầu tiên, liền có trọn vẹn mấy vạn người đứng. Ngoài ra, Phía trên toàn bộ vùng trời tòa thành, có một bức màn ánh sáng treo ở đó, màn sáng giống như một chiếc ô bao phủ cả tòa quan huyền thành, thỉnh thoảng có ánh vàng hắt xuống từ bên trong màn sáng, sau đó hóa thành từng đạo hộ giáp che chở cả tòa quan huyền thành. Rung động Nhìn tòa tiểu quan thành trước mắt này, không chỉ dịp quan rất đổi rung động, một số cường giả quan huyền vũ trụ chưa từng tới nơi này vào giờ phút này cũng là cực kỳ chấn động. Lúc này, cửa thành rộng chừng ngàn trượng kia đột nhiên mở rộng, ngay sau đó, một đám lão giả áo bào trắng đi ra trước tiên, ước chừng 30 người, đều là cầm pháp trượng hắc ngọc trong tay. Ở bên cạnh Diệp Quang, võ lão liền vội vàng giới thiệu, thiếu chủ, đây là thần điện, bọn họ đều là thần thuật sư của tiên bảo cách chúng ta, thấp nhất đều là đế cảnh, bọn họ sở dĩ không có đi nên đón thiếu chủ, là do ta để bọn họ ở lại nơi này trấn thủ trụ giới, bởi vì bên trong tiên bảo các xuất hiện nội gian, cần bọn họ trấn tràng. Diệp Quang khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, 30 vị lão giả áo bào trắng kia đi đến trước mặt Diệp Quang, 30 người cùng nhau quỳ xuống, sau đó cung kính nói, "Ra mắt thiếu các chủ." "Thiếu các chủ." Diệp Quang khẽ gật đầu, xin đứng lên. 30 người đứng dậy, bọn họ nhìn Diệp Quang, trong lòng cũng là vô cùng tò mò. "Thiếu các chủ." "Đây là con trai của các chủ." Một đám thần thuật sư đánh giá Diệp Quang, mặt mũi tràn đầy ý cười. Bọn họ là do Tần Quang bồi dưỡng ra, đối với Tần Quang, đó là tuyệt đối trung thành, mà đối với con trai của Tần Quang, tự nhiên cũng là tôn trọng. Tiên bảo cắt. Chỉ có thể là con trai của Tần Quang kế thừa, người nào tới cũng đều không được. Mà đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung động. Ở bên trong tường thành, một đám cường giả mặt ám giáp cùng nhau đi ra, có chừng 10 vạn, đều là tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, trên người phát tán khí tức cực kỳ mạnh cầm đầu là một nam tử trung niên, mặt chữ quốc, ánh mắt tản ra khí thế kinh người, ở bên cạnh y, còn có một vị nam tử trẻ tuổi, mà vào giờ khắc này, nam tử trẻ tuổi này đang ngạc nhiên đánh giá Diệp Quang. Ở bên cạnh Diệp Quang, võ lão liền vội vàng giới thiệu, thiếu chủ, đây là đại nguyên soái đạo binh, Trấn Quang. Trấn Quang mang theo một đám đạo binh cùng nhau đi đến trước mặt Diệp Quang, y nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó hơi hơi thi lễ, bình tĩnh nói, thuộc hạ, ra mắt thiếu chủ mà sau lưng y mười vạn đạo binh cũng hơi hơi thi lễ cùng nhau nói ra mắt thiếu chủ không có quỳ lạy làm lễ nhìn thấy một màn này đám người võ lão lập tức nhíu lông mày lại theo đạo lý mà nói hẳn là phải quỳ lạy làm lễ lý bán tri quan huyền học viện cũng nhíu mày chuyện này có chút không hợp quy cũ diệp quan không nói thêm gì cười nói không cần đa lễ trấn quan đứng thẳng dậy nhưng mà cả đám phía sau y lại vẫn không người diệp quang nhìn về phía những đạo binh kia cười nói chư vị không cần đa lễ mà những đạo binh kia thì bỏ mặt diệp quang nhìn về phía trấn quang trấn quang mặt không biểu tình đứng lên thanh âm rơi xuống mười vạn đạo binh cùng nhau trực tiếp đứng lên nhìn thấy một màn này ánh mắt của lý bán tri bên cạnh diệp quang liền lạnh xuống trong nháy mắt mà vẻ mặt của một đám cường giả quan huyền học viện bên cạnh nàng cũng là lạnh xuống trong nháy mắt mà vẻ mặt của võ lão cùng với một đám thần thuật sư bên cạnh diệp quang kia cũng là trở nên có chút khó coi. đây là muốn đánh đòn phủ đầu thiếu các chủ sao? diệp quang lại là thần sắc bình tĩnh như nước, hắn nhìn trấn quang trước mặt, vẻ mặt của trấn quang cũng rất bình tĩnh. diệp quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía võ lão, giết bọn hắn. võ lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mọi người cũng là sửng sốt. trấn quang nhìn chằm chằm diệp quang, không nói gì mà sau lưng y, một đám đạo binh lại nổi giận. Bọn hắn dồn dập căm tức nhìn Diệp Quang. Diệp Quang nhìn võ lão, cười nói, không được sao. Võ lão do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, chuyện này. Diệp Quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tri, Tri Di, chúng ta đi hư chân chiến trường. Lý Bán Tri gật đầu, được. Ám U lúc này hướng về phía bên phải vung tay lên, trực tiếp đã thông đường hầm thời không. Diệp Quang không có chút do dự nào, quay người đi về phía đường hầm thời không. Võ lão thấy thế, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, lão vội vàng ngăn cản Diệp Quang, trung giọng nói, thiếu chủ, chuyện này. Diệp Quang nhìn thoáng qua võ lão, không nói gì, tiếp tục đi về phía đường hầm thời không nơi xa. Mà lúc này, một vị thiếu niên bên cạnh Trấn Quang đột nhiên cười khẽ, thiếu chủ cũng thật là lợi hại. Còn chưa có đăng vị, liền muốn giết 10 vạn đạo binh chúng ta đùa nghịch uy phong, thật lợi hại. Nghe được thiếu niên kia, ở phía Diệp Quang, một đám cường giả quan huyền học viện lập tức giận không kềm được, Trần Quang tử nhìn về phía thiếu niên kia, nếu ngươi đã thích nói lời âm phủ như thế, như vậy liền trực tiếp đi âm phủ đi. Thanh âm rơi xuống. suy Một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách mà qua từ giữa sân. Thiếu niên kia hiếp hai mắt lại, liền muốn xuất thủ, mà vị trấn quang kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên. Quanh! đạo kiếm quan kia trực tiếp bị cản lại mà lúc này cả đám người sau lưng diệp quan trực tiếp dùng thần thức khóa lại đám người trấn quan kia một đám đạo binh sau lưng trấn quan lập tức cùng nhau bước ra một bước một cổ khí thế cường đại bao phủ đám cường giả quan huyền học viện nhìn thấy một màn này sắc mặt của đám người võ lão lập tức đại biến mà diệp quan ở một bên lại đột nhiên nói đại sư huynh chúng ta đi thôi đi trần quan tử yên lặng y tự nhiên là tức giận tiên bảo các là của ai tần quang mà bây giờ tần các chủ không ở đây những người này lại muốn đến đánh đòn phủ đầu diệp quang đây là bởi vì cha mẹ diệp quang đều không có ở đây nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha